Đó thì là đây cũng là cái nơi để mình tải sách ha. Đó. Rồi, thứ hai là mình có thể sử dụng cái Google, những công cụ tìm kiếm như Yahoo này nọ để mình tìm kiếm những thông tin liên quan đến thuốc, đặc biệt là khi mà mình chưa biết mình nên tìm kiếm theo hướng nào ha, chưa biết từ khóa, cái từ để tìm kiếm như thế nào, từ chuyên môn như thế nào thì mình có thể sử dụng Google để mà mình tìm. Thì một trong những cái công cụ mà mới phát triển gần đây của Google đó là Google Scholar đó. Thì các bạn có thể sử dụng cái này ha, Google Scholar. Nhưng mà trong học phần này tôi sẽ không hướng dẫn về Google Scholar bởi vì nó rất là rộng, nó không hướng dẫn cái này. Mình sẽ hướng dẫn về cái PubMed thôi. Đó. Nhưng mà cái Google Scholar là một cái bộ máy tìm kiếm về các thông tin y khoa rất là hay. Các bạn có thể lên đó đào đào xới lên. Đó. Ngoài ra thì mình cũng có thể sử dụng internet để mình liên hệ với các công ty dược, đặc biệt là những công ty mà nó có cái bộ phận nghiên cứu phát triển đó, bộ phận medical, nó là ngay là gì ha. Những cái người làm trong bộ phận medical sẽ có trách nhiệm trả lời những câu hỏi liên quan đến cái sản phẩm của công ty đó, thì mình sẽ có thể liên hệ. Ví dụ một số cái công ty mình có mặt tại Việt Nam, không phải là tất cả đều có đâu đó. Thì có ba cách ha: tìm kiếm internet, rồi các website tổ chức chính phủ, phi chính phủ, rồi tổ sách tham khảo chuyên luận, tổ công ty dược. Tất cả những cái này đều có thể làm trên mạng được đó. Thì một số đầu sách mà các bạn có đã biết với cô Trinh đã giới thiệu với bạn rồi, tiếng Anh thì mình có mấy cuốn tiêu biểu, ví dụ của Martin Dale, nhà dược tiếng Anh của AHFS đó, những cái cuốn sách tiêu biểu. Rồi đó còn nhiều cuốn nữa nhưng mà mấy cuốn tiêu biểu mà dược sĩ thế giới hay xài đó, nó mang tính chất pháp lý, nói là ngay là vậy. Việt Nam mình thì có Mim, Vidan với quốc gia. Hiện tại bây giờ Mim với Vidan là nó nhập vào thành một cuốn rồi, hồi xưa nó tách lại thành hai ha, bây giờ nó nhập lại thành một còn một một cái rồi đó. Những cái cuốn sách này thật ra nó cũng là những cái cập nhật từ những cái cuốn sách official này thôi, nhưng mà nó cũng là viết lại thành tiếng Việt, dĩ nhiên nó sẽ chậm hơn nhiều, nó không phải cập nhật là liên tục ha. Như chắc bây giờ số quốc gia chắc tầm khoảng 3 năm hay 4 năm gì đó ha, cập nhật một lần đó. Còn nếu như mà bạn nào mà làm trong cái ngành mà kiểm nghiệm bào chế á, mà bạn muốn tìm kiếm thông tin á, thì các bạn có thể nghĩ đến cái dược điển Mỹ ha. Dược điển Anh mấy mấy cái này á là nó hướng về cái phần điều trị, cái phần mà thông tin liên quan đến thuốc này nọ. Còn đối với những người mà làm trong cái ngành bào chế kiểm nghiệm này nọ đó, mà muốn có những cái hướng dẫn đó, thì có thể lấy dược điển Mỹ là rồi. USB, US Pharmacopedia ha, USB với tắt USB. Hiện tại giờ nó ra như vậy bản 43 rồi đó, các bạn có thể lên Google kiếm nó ra. Rồi một số cái site, một cái website mà mình có thể nghĩ đến gọi là website có tin cậy á, các bạn hiểu không? Tức là trên Google mình có thể tìm ra rất nhiều website, nhưng mà vì là thông tin thuốc là một cái thứ mà nó có mang tính chất pháp lý, do đó mình cũng nên đi tìm hiểu thông tin trên những cái site nó có tính tin cậy, giống như trên một cuốn sách có tính pháp lý vậy đó. Thì đây là một số cái website có tính tin cậy ha. FDA không ai bàn cãi rồi, cơ quan quản lý thực phẩm thuốc thực phẩm Hoa Kỳ. Trên đây các bạn có thể tìm kiếm bất kỳ cái thông tin nào liên quan đến thuốc mà FDA approve ha. Tức là mỗi một cái thuốc khi mà nó muốn approve, nó muốn được duyệt thì nó sẽ phải nộp cái hồ sơ lên, thì mình có thể tìm kiếm trên đây đọc toàn bộ những thuốc đó nếu mà mình không thích hỏi trên công ty của nó. Một cái trang mới đây mới có ha, tôi mới biết được trang này, đó là một cái trang xây dựng của FDA để mà cho mình tra cứu thông tin thuốc liên quan đến cái FDA nó approve ha. Đó. Các bạn có thể update vô thêm. Dùng access data FDA đó, nó cho mình vào đây có rất là nhiều cái medical device, có food, drug, anything, vaccine, thuốc về cho động vật, thuốc sản phẩm mà có phát ra phóng xạ, mỹ phẩm, rồi các thuốc liên quan đến ma túy đó, các chất phẩm liên quan ma túy đó. Thì đây mình có thể tìm một bất cứ thứ gì mình đánh một hoạt chất vô, ví dụ lô sạch tăng đi ha. Đó. Nó sẽ cho chúng ta biết là trên thị trường nó có những cái tên thuốc rồi sạch tăng như thế nào đó, Coza, Hiza những hàng đó là cái tên của chính của nó, bấm vô đó, thì nó sẽ cho chúng ta ảnh và chúng ta có approve date, label, NDA vân vân đó, cho thấy coi.
kiếm vô từ từ. Okay, cái này tôi chưa có thời gian để tôi mò. Đó là cũng là một cái kênh để mấy bạn có thể thôi đó, label đó là cái gì, còn BTS đó là cái gì đó. À, mở ra nó cho chúng ta một đống thông tin về chất này luôn. Thử ra mình có thể kiếm trên đây rồi, hoặc là trang cơ quan kiểm dịch thuốc của châu Âu, cơ quan kiểm dịch thuốc của Canada, bộ y tế Canada ha, hoặc là bộ y tế Hoa Kỳ, nghĩa là bộ y tế Hoa Kỳ nó riêng biệt FDA đó, thì cái trang bộ y tế Hoa Kỳ là cái thông tin thuốc mà liên quan đến những cái gì mới nhất cũng có luôn, NIH nữa là bộ y tế Hoa Kỳ ha. Cái trang này là cái trang con của thằng bộ y tế Hoa Kỳ xây dựng ha, được dùng để giúp cho chúng ta cũng tìm kiếm thông tin thuốc giống như trang như thằng FDA nãy, nhưng mà nó chi tiết hơn. Đó là DailyMed nè, đó DailyMed nè. Bạn có thể đánh bất cứ thứ gì giống như là sạc tăng vô đó. Ra rất là nhiều cái sản phẩm liên quan đến sạc tăng, và bây giờ mình có thể coi bất kỳ sản phẩm nào cũng được đó. Đó là nó giống như là một cái hướng dẫn sử dụng, mà thay vì mình phải đi móc cái hộp ra thì mình có thể coi bằng cái này à. Đấy. Đây là những cái trang mà cho chúng ta những cái thông tin thuốc từ những cái nhà điều chế, bào chế à. Rồi WHO ha, trang của Tổ chức Y tế Thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới thì các bạn có thể tìm kiếm những cái gì liên quan đến dịch bệnh, dịch tễ của một bệnh ha, những cái hướng dẫn điều trị của dịch bệnh đó. Rồi tương tự giống như vậy thì cũng có CDC, cái cục phòng chống dịch bệnh của Hoa Kỳ đó. Thì hôm rồi tôi có lên trên đây để kiếm những cái gì hướng dẫn liên quan đến điều trị COVID ha, nó cũng có một cái file đó. Đó là hai cái trang này, các bạn muốn biết thì các bạn cứ lên đây mà cũng kiếm thử rồi có hay không. Rồi tiếp đến là cái trang alpha.net ha. Alpha.net là những cái trang nó thuốc, cái trang này nó tổng hợp những cái thuốc gọi là thuốc orphan drug, thuốc mồ côi ha. Orphan drug là những cái thuốc mà nó có cái số lượng người mắc trong cộng đồng á không có quá 200.000 người, do đó bệnh là bệnh hiếm ha. Những cái bệnh này nó không thúc đẩy được cái sự phát triển của mấy công ty dược, do đó nó không có đập nó không có được nhiều cái thông tin ở những cái trang chính. Từ đó mình có thể vô cái trang alpha.net này để mà tìm kiếm thông tin chuyên biệt cho những cái thuốc bệnh hiếm gặp đó. Rồi một số cái trang mà bạn biết rồi, trong hoạt hành trong cái môn thực hành dược lâm sàng một đó ha, drug.com, Medscape, Hippocrates, cái trang free đó, những trang free để chúng ta tìm kiếm thông tin thuốc. Nó cũng có app luôn, app trên điện thoại luôn, sẽ dễ dàng xài hơn đó. Ngoài ra thì còn cái trang này ha, cái trang này là trang tổng hợp thêm những cái gì mà không có trong đây đó, thì tôi để cho mấy bạn thêm đây và copy paste bỏ vào trong slide ha. Những cái tổng hợp những cái trang mà có thể tìm kiếm thêm thông tin thuốc đó. Đó chính là một số cái website mà mình có thể nghĩ đến khi mình cần tìm kiếm thông tin thuốc đó. Tại vì thật tìm kiếm thì mình tìm kiếm càng nhiều và càng có nhiều cái cơ sở nó tin cậy thì mình càng dễ tìm thôi đó. Rồi tiếp đến thì ngoài cái việc tìm kiếm trên mấy cái trang đó, thì nếu như mình biết mình đang muốn tìm về một cái bệnh đặc thù hướng dẫn lâm sàng ha, thì mình có thể nghĩ đến những cái hội nghề nghiệp, những cái hội uy tín về điều trị trên thế giới đấy. Thì nó có rất là nhiều hội về các bệnh, nhưng mà tại vì tôi đưa ở đây là những cái hội tim mạch huyết áp chuyển hóa, bởi vì cái bệnh lý tim mạch huyết áp chuyển á cái bệnh lý tim mạch huyết áp chuyển hóa đó, thì nó có nhiều sự nghiên cứu và có nhiều cái hội uy tín ha. Còn những cái bệnh khác thì nó hơn, ví dụ như bệnh viêm xương khớp cũng có hội ha, hoặc là những cái bệnh nhưng mà những cái bệnh nó ít có được nghiên cứu hơn thì lại ít cơ hội hơn, từ đó mình kiếm khó hơn. Thì là tôi giới thiệu cho mấy bạn mấy cái hội liên quan đến bệnh huyết áp chuyển hóa thôi. Nếu mấy bạn có chắc cũng biết rồi, ADA là hội Hoa Kỳ, đái tháo đường Hoa Kỳ, AA là hội tim mạch Hoa Kỳ, ACC là hội trường mông tim Hoa Kỳ, ESC là hội huyết áp châu Âu, ESC là hội tim mạch châu Âu. Đó, mấy cái này là mình khi nào mình có những cái vấn đề cần tìm hiểu về cái bệnh tim mạch chuyển hóa thì mình có thể lên những cái hội để mình kiếm. Đó, ví dụ như trong cái thực hành dược lâm sàng một, bộ môn có hướng dẫn mấy bạn cái app bỏ túi á, cho bạn Pocket Guidelines của ESC đó, nó là cũng từ cái thoại này ra.
Rồi ngoài ra thì một cái kênh trên internet mình cũng có thể nghĩ tới đó là cái Facebook ha. Facebook thì nói nào ngay, cái thông tin trên nó không phải là một cái thông tin để mà gọi là kết luận, mang tính chất kết luận, nó khiến cho chúng ta cập nhật, mang tính chất cập nhật hơn. Tức là cái gì mới thì lên Facebook nó sẽ lẹ hơn những cái trang kia. Đó, tức là mình không thể nào mà mình rảnh đâu mà mình đi tất cả mấy cái trang này để mình biết, đúng không? Đi tất cả những cái trang này để mình biết, thì Facebook nó giống như một cái giao lộ mình lên đó để mình biết cái gì thêm. Thì hiện tại bây giờ cái trang Namut Insider hình như là nó bị thất sủng hay sao rồi, nó không thấy nó lên nữa. Tức là nó không cũng không thấy admin nó viết bài thêm nữa, nó ít thông tin hơn. À, thứ hai là cái Facebook của ông Lê Minh Quang ha, ông Bắc Tật Quy, ông này chuyên về huyết áp chuyển hóa, cũng hay cập nhật thông tin liên quan đến y khoa, đó, đặc biệt là những cái bệnh lý chuyển hóa đó. Cái nhịp cầu vượt lâm sàng của tổ vượt lâm sàng của Tri Phương cũng có những cái câu trả lời thông tin thuốc, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến thông tin thuốc. Và cuối cùng là một cái trang mới, cái trang mới này thì cái đội nhóm cũng mới thành lập thôi, nhưng mà cái nhiệm vụ của họ cũng thấy là hay, là họ cố gắng việt hóa những thông tin điều trị từ những cái tiếng Anh, tài liệu tiếng Anh, họ dịch việt hóa cho dễ hiểu tới đối với người Việt đó. Thì các bạn có thể lên những cái Facebook mới, mình kiếm những cái này ra mình follow, thì cho nên mình khi mình lướt Facebook mình cũng có những cập nhật thêm ha. Đó chỉ là một cái số cái kênh trên internet, số cái website, một số cái tiện ích trên internet mà mình có thể kiếm được để mà cập nhật thông tin thuốc. Rồi như vậy khi mình tìm kiếm internet thì mình phải nắm trong đầu ha cái ưu và nhược điểm của nó để mình không bị dắt mũi ha. Thứ nhất đó là cái gì, ưu điểm chắc chắn, cái đầu tiên mình nghĩ là ưu điểm đó là nhanh, đúng không? Chắc chắn là nhanh, ai cũng có smartphone, kiếm trong vòng vài nốt nhạc. Việc tìm kiếm trên internet nó sẽ dễ dàng hơn khi mà mình cầm cuốn sách mình ngồi mình lật 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 ha. Đó. Thứ hai mình có thể tiếp xúc được với cái công ty dược, gọi là đi tới tận nguồn á để mà hỏi nó. Thứ ba đó là mình sẽ có tính cập nhật ha. Các sự kiện, đặc biệt là các sự kiện về mấy cái hội chuyên nghiệp nó họp với nhau, lấy ví dụ như cái hội ESC này nó hay họp với nhau để mà nó cập nhật những cái mới về guidelines cho mỗi năm điều trị đó, thì mình sẽ có thể sử dụng internet để mình nghe những sự kiện đó, hoặc là sau khi sự kiện nó kết thúc xong sẽ có một số người tổng hợp lại và đưa lên thông tin, mình cập nhật liên tục là như vậy. Rồi tiếp theo đó là mình vẫn có thể tiếp xúc được với các tổ chức chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, là mấy cái trang này nè, FDA, mấy trang WHO, mấy trang ECDC đó, là những cái trang mà gọi là không cần phải tốn phí ha. Đó. Rồi mình bệnh hiếm mình có thể tìm nhanh thì nó chuyện dĩ nhiên, đó là những cái ưu điểm của internet. Tuy nhiên khi mình tìm kiếm thông tin trên internet, những cái bất lợi nó xảy ra là gì, độ tin cậy hạn chế, bởi vì thông tin nó nhiều quá ha. Nhiều mà chưa kể là nó nhiều khi nó mâu thuẫn với nhau đấy, và nó sắp xếp lộn xộn. Thông tin sắp xếp lộn xộn thì mình sẽ rất khó để biết là nó đang nói về cái vấn đề gì, cụ thể là gì đó. Thứ hai là có nhiều cơ sở dữ liệu có sự thống nhất, không thống nhất với nhau về một cái thông tin. Thành thử ra bữa tôi mới nói với bạn đó, là cho dù mình có tìm kiếm trên internet, tìm kiếm trên cấp 2 hay một cấp 3 thì mình tốt nhất là mình phải tìm ít nhất từ 2 đến 3 tài liệu để mà mình có thể có những cái nhận định chung về cái vấn đề mình đang cần tìm kiếm ha. Chứ không thể nào tìm một tài liệu không rồi mình kết luận liền là không được đó. Các bạn cũng để ý là trong những cái bài giảng của tôi, cái phần tài liệu tham khảo tôi luôn thường thường có hai hai đến ba cuốn sách, là tại vì tôi phải đọc thông tin nó qua lại để tham khảo chéo, để tôi gọi là nó đúng hay không đúng, để hạn chế bớt cái sự sai sót của mình đó. À, rồi gặp và cái việc tìm kiếm trên cái internet thông thường thì mình sẽ ít có cái nguồn tiếng Việt nha. Hiện tại bây giờ nguồn tiếng Việt nó khá là ít trên những cái trang này, thì nếu các bạn muốn tìm tiếng Việt thì chắc các bạn chỉ có nghĩ đến cái trang kcb.vn của Bộ Y tế, là cái trang có thông tin liên quan đến cái phát đồ điều trị nha. Thứ hai là những cái sở y tế, ví dụ như Medinet Hồ Chí Minh đó, tôi không nhớ rõ cái trang đó, nhưng mà sở y tế thành phố cũng có những cái trang điều trị, hoặc là những cái trang cảnh giác dược.org.vn đó, những trang thông tin thuốc đó.
Đó là những cái trang gọi chính thống có tính pháp lý của Việt Nam mình, tiếng Việt. Nhưng mà thông tin của nó thì chắc chắn cũng không có loại chuyên chuyên sâu. Nhiều khi cái câu hỏi mình nó không có trên đó, nó không có trên đó. Rồi, và một cái đặc điểm nhược điểm mà khó chịu nhất khi tìm kiếm thông tin internet đó là không phải tất cả nội dung trên internet, IT là internet ha, IT là internet đều hữu ích. Đấy. Có nghĩa rằng là nhiều khi mình tìm kiếm thông tin nhưng mình lại rơi vào cái bảng quảng cáo của một những cái người viết bài ha. Đó. Mình đọc thông tin nghe phải hay lắm, những phút cuối nó kêu là để làm được này thì nên đưa cái sản phẩm này, dùng cái sản phẩm này, xài cái này. Thì vấn đề cuối cùng là cái gì? Mình chả biết sản phẩm này nó có hiệu quả cho cái đối tượng bệnh đó hay không. Đó. Mà nó chỉ nói về cái bệnh đó rất là hay, giải thích cơ chế này nọ, nhưng cuối cùng đưa sản phẩm vô để điều trị cái này, nhưng không biết được là sản phẩm này nó có cái cơ chế làm cái điều đó hay không, hay là cái vấn đề tác dụng có hại như thế nào, không chỉ ra đấy những thông tin như vậy mình rất khó để mà kết luận bệnh nhân nên xài cái thuốc đó hay không. Đó. Rồi một số trang web mà gọi là có chất lượng á, một số trang web mà có chất lượng về thông tin á, tức là có cái đội ngũ bình duyệt, có cái sự cập nhật, có cái sự cẩn trọng trong cái tỉ mỉ trong việc trình bày đó, thì nó lại thu phí đó, mình thay mặt chỗ đó. Lấy ví dụ như là cái trang Lexicon ha, Lexicon ai có tiền thì mua cái tài khoản, hoặc là Micromedex đó, có app luôn đó. Có app luôn đó. Thì ai có tiền thì mua những cái account này sẽ giúp cho các bạn truy xuất thông tin thuốc ở một cái mức độ tin cậy tốt hơn. Đó thì đó là nhược điểm của cái thằng tìm kiếm trên internet à. Rồi đó là những cái phần đầu tiên sơ khởi của cái việc tìm kiếm trên internet hay là nguồn cấp 2 à, là phần nguồn cấp 2. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phương pháp cơ bản, gọi là cơ bản, gọi là sơ bộ tại vì cũng được, nhưng mà gọi là cơ bản khi mà mình bắt đầu cái quy trình làm thông tin thuốc nha. Thì tôi nói là thông tin thuốc nó sẽ khá là quan trọng trong cái vấn đề là tin cậy, thì để tránh sai sót thì mình nên đi theo cái quy trình này, nên đi theo cái quy trình này. Quy trình đầu tiên đó là cái gì? Bước đầu tiên là cái gì? Chúng ta sẽ khi nhận được câu hỏi thông tin thuốc thì bước đầu tiên chúng ta không nhảy vào phân tích thông tin, mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái đối tượng hỏi ha, nhận thông tin là ai, từ lâu thì là câu hỏi thế nào đó, thì là bằng cái gợi ý. Nhưng mà thực chất thì mình có thể chi tiết hóa thành 8 điều sau đây ha, 8 điều sau đây. Thứ nhất, cái người yêu cầu thông tin là tên gì. Thứ hai, tại vì mình có thể mình sẽ nhầm lẫn giữa người này với người kia, nhiều khi họ trùng tên với nhau, hỏi kỹ hơn họ trả lời lộn, là ông Công An với bà An, là trả lời câu hỏi Công An cho bà An là vậy đó. Rồi thứ hai là địa chỉ và điện thoại liên lạc để trong trường hợp mình cần những câu trả lời đến đó, hoặc là mình có một cái gì đó chưa chưa rõ về thông tin sau đó thì mình có thể hỏi thêm. Nhưng mà đối với một người lành nghề đó, những người làm cái thông tin thuốc lành nghề đó, thì họ sẽ biết phải hỏi thêm cái gì, khai thác những thông tin gì trước khi họ bắt đầu tìm kiếm thông tin thuốc để trả lời câu hỏi à. Để họ hạn chế bớt cái chuyện là chưa rõ rồi mai mốt lại làm phiền bỏ đi hỏi lại đó. Thứ ba đó là lưu hỏi về cái cơ quan địa chỉ hành nghề, đối với nếu đây là nhân viên y tế, anh chuyên gia y tế à, để mình có thể xưng hô đó. Rồi thông tin nghề nghiệp, học vị, vị trí xã hội của đối tượng đặt câu hỏi thông tin thuốc, bởi vì có thể mình sẽ phải cách trình bày ha, nó liên quan đến cách trình bày. Trình bày thứ nhất là trình bày sao cho nó phù hợp với cái nhận thức của người đó ha. Thứ hai nó trình bày đúng cái cách xưng hô của với người đó, dù họ có vị trí xã hội thì mình phải trình bày sao cho nó hợp lý đó. Rồi thứ năm là nguồn thông tin thuốc họ đã tham khảo ha, tức là khi mà họ xuất phát cái câu hỏi này thì họ đã nghe cái nguồn thông tin thuốc như thế nào, nghe đâu đấy. Rồi, có những cái thông tin mà họ đã nghe nó có nó dẫn tới cái thắc mắc của họ thì đó là như thế nào đó. Rồi khối lượng thông tin họ đang hỏi mình, tức là bao nhiêu họ đang muốn tìm hiểu, bao nhiêu ý trong cái câu hỏi đó. Nhiều khi cái người đặt câu hỏi họ hỏi khá đơn giản, nhưng mà cái ý họ muốn biết thì nó là sâu xa hơn, nhiều hơn đó, thì mình nên hỏi lại cho kỹ.
xác định cái yêu cầu thông tin của họ là gì đó, và thông tin này khi được đưa ra sẽ dùng cho người bệnh hay cho chuyên gia y tế, bởi vì mỗi bên nhu cầu cái thông tin nó sẽ khác nhau, tức là nhu cầu cái lượng thông tin nó sẽ khác nhau, lát nữa ở dưới sẽ giải thích ha. Rồi chẩn đoán bệnh, xét nghiệm liên quan các thuốc đang dùng để là hỏi tiền sử đó. Nói chung cái này nếu mà bạn kỹ được là hỏi tiền sử đó, hỏi tiền sử thì hỏi sẽ nhiều hơn và tùy thuộc vào đối tượng, ví dụ như bình thường hoặc là những đối tượng đặc biệt thì mình sẽ hỏi cái thêm cái khách khác, ví dụ như phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, người già, người cao tuổi hoặc là người đang suy thận suy gan, mình sẽ phải hỏi thêm những cái tiền sử gì đó để mình làm rõ cái vấn đề của họ à. Và cuối cùng là tính cấp thiết của câu hỏi, là mình biết cái câu mình cần trả lời nhanh hay chậm đấy. Thì các bạn thấy rồi, hôm rồi giới thiệu rồi, một cái câu hỏi thông tin thuốc nó mất đâu đó tầm khoảng 3 tiếng à. Mình thử ra đối với những cái nào mà nó gấp, thông tin nào cần gấp để mà làm cho cái việc uống thuốc chữa trị thì mình sẽ làm gấp, còn đối lập trước những thông tin nào mà chưa có cần phải gấp gáp thì mình sẽ những thông tin nào chưa gấp gáp thì mình sẽ để từ từ thôi. Nhưng dĩ nhiên cũng không thể nào mà cậu dầm cậu về qua 1 tháng mới trả lời đó. Thì nói chung thì mình phải hỏi chính cấp thiết câu hỏi đó, đó là chính là 8 cái mục mà mình cần phải 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 tìm hiểu về người đặt câu hỏi, đối với người đặt câu hỏi trước khi mình bắt đầu nhảy vào phân tích câu hỏi ha. Sau khi làm xong cái bước này, mình đã có một cái sơ bộ và cái góc nhìn, thì bây giờ mình mới đi qua bước thứ hai, mình làm cái vấn đề là phân tích nội dung thông tin, phân loại câu hỏi xác thực. Thì để mà dễ dàng làm bước này, người ta đã phân loại ra câu hình thông tin thuốc, nó sẽ gồm có 2 dạng câu hỏi ha. Dạng câu hỏi thứ nhất là dạng câu hỏi định định tính. Cái đòi định tính nó rất là dễ hiểu, đọc vô một cái là biết nó muốn hỏi gì, nhưng mà khoan ha. Đọc vô một cái nó biết hỏi gì, nhưng mà mình cần phải hỏi thêm để mình hiểu coi là cái ý họ muốn hỏi nó có chỉ gói gọn trong câu hỏi không hay nó vượt ra ngoài nữa. Bởi vì các bạn hãy nhớ trong đầu á, là cái việc cung cấp thông tin thuốc của mình đó là giúp cho người bệnh điều trị cái vấn đề của họ, chứ không phải trả lời xong thôi hết trách nhiệm ha, khác biệt chứ đúng không. Ví dụ đó, ví dụ à, người phụ nữ có thai đến hỏi bạn thuốc này uống cho phụ nữ có thai được không em, bạn nhìn vô chà cứu không, thuốc này không uống được cho có thai nha chị, rồi xong đưa cái xong đi về. Cái đó là người bình thường sẽ trả lời ha, đúng được. Nhưng nếu mình làm thông tin thuốc, mình sẽ hỏi rằng là à, chị đã bị bệnh gì, chị tiến làm sao, tại sao phải dùng cái thuốc này đó, hỏi hết. Sau đó mình mới tìm kiếm thông tin, mình sẽ tìm kiếm coi là đối với bệnh này thì ở mức độ bệnh nhân thì đã dùng thuốc được chưa, rồi khi dùng thuốc thì liệu nó làm sao, rồi nếu mà không dùng một thuốc này thì dùng thuốc nào khác, những biện pháp nào cần thay thế đó. Và mình đưa ra một cái thông tin để mà mình giúp cho người ta điều trị vấn đề của họ, chứ không phải chỉ trả lời câu hỏi chung chung là có xài được hay không à, đó. Nhưng mà trở lại thì câu hỏi định tính là câu hỏi cực kỳ đơn giản, hỏi về ý nghĩa một hiện tượng, một kinh nghiệm nào đó trong quá trình sử dụng thuốc đấy. Ví dụ trong thuốc gì ha, sử dụng kháng sinh dài ngày tiềm ẩn nguy cơ gì, kháng sinh amoxicillin liều bao nhiêu à, thuốc Cipro tác dụng điều trị gì đó. Còn cái dạng câu hỏi khó chịu phức tạp hơn và thường ít đặt bởi 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 người bệnh, ít đặt bởi người bệnh hơn, thường bị đặt bởi những nhân viên y tế hơn là người bác sĩ, đó chính là tìm hiểu cái mối liên hệ nhân quả giữa hai hay nhiều cá thể phân thể khi tiếp xúc với một căn hệ phân nhiễm nào đó. Câu hỏi định lượng ha, hay nói cách khác trong câu hỏi định lượng, người ta đang băn khoăn nếu người ta dùng phương pháp A hoặc là dùng phương pháp B thì cái nào nó sẽ tốt hơn trên cái đối tượng họ đang điều trị đó. À, thường cái loại câu hỏi định lượng này nó ít được đặt bởi những người bệnh thông thường hơn, và nó được đặt bởi những nhân viên y tế hoặc là những người nào mà có cái tính chất tìm hiểu á, những người nào mà có trí thức cao và muốn tìm hiểu á, họ sẽ đặt những cái vấn đề đó. À, đó họ định lượng thì các bạn chỉ cần thấy rằng trong câu hỏi mà có tính chất so sánh thì là nó là định lượng đó, còn nó thẳng đuột nó là trên định tính đấy. Ví dụ tỷ lệ mắc phải ung thư vú ở phụ nữ hút thuốc lá so với phụ nữ không hút thuốc lá như thế nào đấy, đặt câu hỏi này ra là mình biết là nó hỏi đấy, nhưng mà mình tìm kiếm câu trả lời sao
Nhìn thấy là biết ý là vẫn hiểu, mà cái cách kiếm cái trả lời để trả lời câu hỏi này rất khó. Phụ nữ hút thuốc lá mà phải có những vấn đề gì nữa, ví dụ như có thai không, hay là phụ nữ làm trong môi trường nào đó, tại vì cái khảo sát thường nó sẽ không có khảo sát hết tất cả các đối tượng phụ nữ đấy. Thì để làm được cái việc phân tích ha, phân tích thì người ta sẽ sử dụng cái mô hình. Mô hình, là nó nói mô hình nó cũng đơn giản thôi. Với con định tính là một loại câu hỏi đơn giản thì người ta sử dụng hình TS ha. Trong đó P là lọc ra trong câu hỏi cái từ nào, cái chỗ nào đề cập đến đối tượng, đến bệnh nhân, đến vấn đề đang được hỏi, đang được mắc phải, đang gặp phải. Đó. Thì mình lọc cái chỗ đó thành chữ P. S là cái phần còn lại đi liên quan đến cái vấn đề đó. Mình có thể viết qua y chang hoặc là mình sẽ chuyển hóa làm sao cho nó gọn 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 ha. Lấy vấn đề bệnh nhân nhiễm trùng tiết niệu thì sử dụng kháng sinh ship rồi trong bao lâu. Chữ P là vấn đề đang gặp phải là nhiễm trùng tiết niệu ha, hoặc là bệnh nhân hoặc nhiễm trùng tiết niệu đó. Rồi tiếp đến đó là thời gian sử dụng ship rồi prostacin. Đấy. Đó. Tiếp sử dụng amoxicillin để phòng nhiễm nội khuẩn nội tâm mạc cho bệnh nhân trước khi tiến hành phẫu thuật răng miệng có tiềm ẩn nguy cơ gì cho bệnh nhân. Đây là một câu hỏi định tính nhưng mà tìm cái thông tin rất là khó ha. Thông tin rất là khó. Thứ nhất đó là tại sao phải dùng amoxicillin, đúng không? Tại sao phải dùng amoxicillin để phòng nhiễm khuẩn nội tâm mạc, và thứ hai là những nguy cơ nào có tiềm ẩn đó. Nếu mà mình là một người không bên thuốc mình phải suy nghĩ thêm về vấn đề đó. Nhưng mà cuối cùng, nhưng mà để mà phân tích câu hỏi này á thì mình sẽ dùng BS để nó định tính, nó không có so sánh gì hết, nó không có tính chất so sánh gì hết, nó chỉ hỏi một cái kinh nghiệm, một ý nghĩa là một hiện tượng thôi. Kinh nghiệm này là kinh nghiệm dùng thuốc của amoxicillin dùng trong cái phẫu thuật răng miệng để phòng ngừa những muốn nội tâm mạc thì có những cái nguy cơ gì đó. Thì P là vấn đề đang gặp phải, bệnh nhân đã gặp phải đây là gì? Bệnh nhân phải phẫu thuật răng miệng ha. Bệnh nhân phẫu thuật răng miệng chứ không phải bệnh nhân bị nhiễm khuẩn nội tâm mạc, bệnh nhân có bị nhiễm đâu. S là tình huống đi theo nguy cơ amoxicillin đó. Nếu mà mình chỉ chọn mình sẽ viết là nguy cơ amoxicillin, nguy cơ sử dụng amoxicillin trên đối tượng bệnh nhân đó đó. Đó là mô hình PS dành cho câu hỏi định tính ha. Rồi mô hình Pico có T không có T, T dấu T trong ngoặc có nghĩa là có hoặc không có, có lẽ có hoặc có thể không có ha. Thì chữ P cũng giống y chang như bên kia, cũng là đối tượng bệnh nhân, cái dân số này mà đang muốn tìm kiếm nghiên cứu thì cái đối tượng nghiên cứu là gì, population nghĩa là đối tượng nghiên cứu là gì ha, hoặc là problem hoặc là cái vấn đề đang được đó là gì đấy. Nhưng mà cái phần phía sau đó rất chi tiết hơn, y sẽ là cái can thiệp hay là cái phơi nhiễm mà mình đang muốn tìm hiểu ha. C là cái đối trọng, cái so sánh với nó, comparator ha. Và O là outcome, tức là kết quả mình đang muốn nhắm tới. Và T, đó nghĩa là T là thời gian theo dõi đấy. Ví dụ liệu một phụ nữ hút thuốc lá sau thời gian 10 năm hoặc hơn có nguy cơ cao hơn bị ung thư vú khi so sánh với phụ nữ không hút lá hay không, thì B ở đây sẽ là phụ nữ ha. Thường 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 đây nếu mà mình ghi đúng sẽ là phụ nữ đó, mình bỏ chỗ thuốc ra cũng được, phụ nữ, tại vì đây tôi muốn tìm hiểu trên phụ nữ, tôi không muốn tìm hiểu trên đàn ông à, mà phụ nữ ở đây cũng chưa rõ là phụ nữ mấy tuổi nữa, phụ nữ trung niên, phụ nữ mãn kinh hay là phụ nữ còn trong độ tuổi sinh sản, phụ nữ trẻ đó chưa biết à. Đó là thường thường là cái câu hỏi này mình phải hỏi thêm ở bước số 1 đó, hỏi cho kỹ vô một chút. Rồi Y sẽ là cái phơi nhiễm với khói thuốc ha, những người phụ nữ phơi nhiễm với khói thuốc. C là phụ nữ không hút thuốc lá. O là cái vấn đề ung thư vú, tỷ lệ ung thư vú. T là thời gian theo dõi 10 năm hoặc hơn đó ha. Ví dụ tiếp theo, với bệnh nhân bị loãng xương liệu dùng dụng cụ cố định không,
có dẫn đến giảm chấn thương do té ngã khi so sánh với liệu pháp dùng thuốc điều trị loãng xương chấn ha. Thôi định lượng, bởi vì đây là một cái sự so sánh ha, có một sự so sánh trong câu hỏi. Thì bệnh nhân problem ở đây là gì? Bệnh nhân bị gãy xương không? Không phải. Bệnh nhân bị loãng xương. Hey. Rồi, sử dụng cố định thông. Sử dụng dụng cụ cố định thông là cái mà mình đang muốn tìm hiểu. Medical device, ha, thiết bị y tế, so với sử dụng treatment thuốc của bình thường. Đó. Và cuối cùng đó là cái tỷ lệ chấn thương do té ngã giữa hai cái phương pháp này như thế nào. Để từ đó cái nhà lâm sàng sẽ suy nghĩ ha, sẽ suy nghĩ cái coi là nên sử dụng cái hướng nào cho bệnh nhân, nếu như bệnh nhân có thể đó, có thể sử dụng được. Thì cái bước phân tích câu hỏi số 2 này, xác định câu hỏi, phân loại câu hỏi, dùng mô hình để mà chia mấy câu hỏi ra như vậy á, mục đích của nó rất rất đơn giản. À, mục đích của nó, mục đích làm của nó, làm thì nó mất thời gian, nhưng mục đích của nó là gì? Là để cung cấp cái từ khóa ha, là để cung cấp cái từ khóa phục vụ cho cái công tác tìm kiếm thông tin thuốc trên internet nha bạn nhớ. À, thật ra thì cái bước này mình có thể làm bằng đầu cũng được, không nhất thiết phải viết bằng tay ra ha. Người nào mà nhanh nhạy thì cứ đọc câu hỏi rồi suy nghĩ trong đầu ra là xong, không cần phải viết qua đây ra giấy đó. Thì mục đích của câu hỏi này là cái bước này là giúp tìm ra từ khóa để mà phục vụ cho cái việc tìm kiếm. Bạn không thể nào mà bạn quăng hết nguyên cái câu hỏi giống vậy lên trên cái hộp hội thoại tìm kiếm, đặc biệt là trong trường hợp bạn kiếm bằng tiếng Việt, tiếng Anh nữa ha. Nếu như bạn kiếm bằng tiếng Anh nữa thì bạn quăng hết câu hỏi này bạn dịch không có ra được. Do đó mình tìm bằng từ khóa nó sẽ rất là target hơn, nó sẽ mục tiêu hơn và nó dễ ra những kết quả mình mong đợi hơn đó. Nó lấy ví dụ như bệnh nhân loãng xương là osteoporosis, một cái chuyên ngành. Ví dụ bạn không biết, bạn sao mới biết từ này? Nếu bạn không biết từ đó, mình dùng Google dịch, đó. Dùng Google dịch, đó Google chức năng của nó là như vậy đó ha, nó giúp cho mình được tìm hiểu những cái từ khóa nào cần tìm đó, và từ đó mình sẽ dùng từ đó mình tìm kiếm trong những cái cơ sở dữ liệu chính thống pháp lý để mình tìm kiếm thông tin. Đó, cái quy trình nó là như vậy. À, rồi cổ cố định thông mình có thể mình không biết thì mình dùng tôi dùng đây là hip fixing tool, nhưng mà nhiều khi mình dùng cái Google dịch mình ra một cái đồ chuyên ngành chẳng hạn vậy, medical device ha, chẳng hạn vậy, mình sẽ kiếm được dễ hơn thì đó. Rồi C là thuốc điều trị, drug therapy ha, chấn thương như té ngã, injury hoặc trauma chẳng hạn vậy đó. Đó là những cái từ mình có thể nghĩ ra để mình tìm kiếm. Thì nói chung cách tìm kiếm thông tin thuốc là nó không có giới hạn ha, nó không có một cái giới hạn về cách tìm kiếm, mà cái phương pháp tìm kiếm thì nó có hướng mình đi theo cho nó đúng. Ví dụ bạn không thích mấy từ này bạn đổi từ khác thì nhiều khi kết quả mình nó sẽ ra thêm những kết quả khác đó. Thì một số cái ví dụ để mình làm quen ha. Ví dụ câu hỏi này là câu hỏi mang tính chất định tính, đúng không? Vitamin K sử dụng trong dự phòng chảy máu trong và sau phẫu thuật, tại sao cần dùng cái đó 2-3 ngày? Thì đây chính là một câu hỏi điểm tính, bởi vì nó hỏi một cái kinh nghiệm sử dụng vitamin K ha. Thì đây B là vấn đề đang gặp phải là gì? Phẫu thuật ha. Đây không phải một trường hợp bình thường, một trường hợp bị chấn thương mà uống vitamin K bình thường, hoặc là sử dụng thuốc bị giảm tiểu cầu và uống vitamin K thì bình thường ha, mà đây là một trường hợp phẫu thuật đấy. Thứ hai đó là thời gian sử dụng vitamin K, hoặc là mình ghi đây là lý do sử dụng trước 2-3 ngày đó. Còn câu hỏi định tính dùng mô hình PS. Tiếp đến câu hỏi này là câu hỏi định gì? Định lượng ha. Đừng có thấy tôi dùng chữ pico là nói định lượng ha, mình phải đọc câu hỏi vô. Đây là câu hỏi mang tính chất so sánh, nó so sánh giữa cái thuốc điều trị với cái giải dược ha. Đó, thành thử ra mình mới có một cái chơi định nhận định là có định lượng. Chứ bạn đã nhìn cho Pico bạn nói định lượng ha. Thì B ở đây là vấn đề bệnh nhân gặp phải là hậu mãn kinh loãng xương. Nhớ giữa hậu mãn kinh ha, chứ không có hậu mãn kinh thì chưa loãng xương thì không ý nghĩa. Tại vì bệnh nhân mà phụ nữ chưa thắt kinh thì vẫn có thể bị loãng xương, nếu như chế độ dinh dưỡng tại ha, hoặc là cái gen gia đình đó, hoặc bị một cái bệnh gì đó làm mất khối xương vân vân đó.
Rồi, romosozumab, giả dược. Đó, y là cái mà mình đang muốn tìm hiểu. Cái can thiệp mình muốn tìm hiểu, mình sẽ đưa cái tên thuốc vô. C là cái giả dược ha. Và cuối cùng là O, giảm nguy cơ gãy đốt xương sống. Đấy. Đây là một câu hỏi rất là dài, trời thường thường luôn ha. Tuy nhiên đọc hết vô, mình chỉ biết đây là còn định tính. Bởi vì đây là một cái hỏi về cái trường hợp một cái bệnh nhân sử dụng một cái phác đồ điều trị mà cho cấp tính và họ bị gặp phải tác dụng vẫn có hại, nhưng mà họ cái người bác sĩ thì không biết có phải là do thuốc hay không ha. Bác sĩ thì không biết có phải do thuốc hay không, hay là do bản chất bệnh nhân bị một cái bệnh nào đó đấy. Nếu mà do thuốc thì họ phải ngưng, còn nếu mà không phải do thuốc thì họ sẽ tìm cách điều trị nguyên nhân đó. Thành thử ra họ mới hỏi mình có phải cái này là do thuốc nó xảy ra hay không đó. Thì ra một câu hỏi định tính kinh nghiệm sử dụng thuốc, cho đó mình dùng hồn PS. Thì B là cái problem bệnh nhân, vấn đề bệnh nhân hoặc là bệnh của bệnh nhân mạch cầu cấp tính. Thứ hai nữa là gì, những cái vấn đề liên quan đến cái triệu chứng mới xuất hiện, ECG mất thường sau 3 ngày đau thắt ngực đó ha. Rồi S là loại độc tính của cái thuốc, mình đang nghi ngờ đó là cái hệ nguyên một cái phác đồ luôn, fluorouracil đó, CDB, đó. Thì bạn đã kiếm một cái hai thằng ha. Thật ra tại vì câu hỏi nó ghi là có phải đặc tính của thằng này không thôi, giờ ra mình phải kiếm luôn cái chất này nữa đó để mình coi là ông nào là thủ phạm hoặc là không có ông nào thủ phạm hết đấy. Rồi tiếp đến số 4, bác sĩ bên nhân hỏi dược sĩ dùng metformin có điều trị mụn trứng cá hay không nha. Có hay không đó, một câu hỏi định tính, câu hỏi sử dụng thuốc rất bình thường đấy. Rồi thầy phân tích PSP là bệnh nhân bị viêm, theo đúng như từ chuyên ngành là bị viêm da bả nhờ ha, viêm da đó. Bị viêm da, chứng cá là viêm da đấy. Rồi S là metformin, từ gọi hiểu metformin trên da liễu đó. Metformin là thuốc chỉ định để điều trị tiểu đường ha. Tiếp năm, một cái sản phẩm tiêm vitamin B ha, được hỏi là có thể pha loãng trong glucose 5% để truyền tĩnh mạch hay không, bởi vì theo hướng dẫn sử dụng thì chỉ có tự định tiêm bắp thôi. Đây là một câu hỏi rất được thường gặp ở điều dưỡng ha. Nếu bạn làm việc thông tin thuốc thì điều dưỡng thường sẽ hỏi các bạn về cái vấn đề sử dụng thuốc cách sử dụng thuốc đó. Hoặc là bỏ hỏi với bạn liên quan đến cái vấn đề về bảo quản thuốc, hoặc là hỏi mấy bạn liên quan đến vấn đề là thuốc mà có những cái vấn đề xuất hiện những cái màu khác khác thì có xài được hay không đó, điều dưỡng họ sẽ hỏi vậy đó. Thì đây là câu hỏi định tính, hỏi hỏi một cái kinh nghiệm đó. Thì vấn đề ở đây các bạn có thể cái vấn đề mình ghi đây là cái vấn đề chính người ta đang gặp phải, đó là người ta đang muốn sử dụng đường IV so với đường IM. Thật ra nếu như mà hỏi kỹ thì mình phải hỏi là nguyên nhân tại sao anh là muốn xài IV mà không phải xài đâu IM đó. Thì rất có thể là cái liều lượng nạp nó cần nhiều, mình thử là phải xài IV. Bởi IM mình không được tiêm quá một cái lượng thể tích nhất định, thì tôi nhớ thường là không được tiêm quá 10 ml, tôi nhớ tương đương như vậy, tôi không nhớ kỹ ha. Cái đó là gì chắc lại sao, tức là mình không được đưa quá vô cái bắp một cái lượng dịch lớn, bởi vì làm như vậy nó sẽ bị áp xe, gây đau, hoại tử đó. Thì nếu như bệnh nhân cần 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 truyền một cái lượng lớn vitamin B thì phải đi qua đường tĩnh mạch đó, một cái vấn đề mình sẽ nghĩ là như vậy. Rồi vấn đề bệnh nhân cần là bị cái gì mà phải truyền vitamin B nữa đó, có rất là nhiều thông tin mình phải hỏi lại. Nhưng mà trong cái câu hỏi này thì cái vấn đề gặp phải là có thể thay đổi đường truyền vitamin B từ tim bắp sang tim tĩnh mạch hay không đó. Và hướng dẫn cái kẹt ở tình huống kẹt ở đây là gì, hướng dẫn của cái sản phẩm đó nó không có ghi nó khác ha, không có ghi thì nó khác với việc là không làm được. Các bạn nhớ cái điều này, không có ghi thì nó khác với việc là không có cho làm đó. Đừng có hiểu theo hướng ngược lại là không ghi là không làm được ha. Do đó thì đối với cái người mà làm thông tin thuốc gặp phải câu hỏi này thì chắc chắn là sẽ phải tìm thêm những cái hướng dẫn xài vitamin B chích trong những cái cuốn dược điển ha, những cái sản phẩm khác đó, hoặc là tìm kiếm những cái
Gia lai thực hành lâm sàng của những cái bệnh này đó, những cái bệnh mà bệnh nhân đang gặp phải để mình có còn họ có thử sơ đồ IV hay không đó. Chưa kể là nếu như xài sơ đồ tiêm truyền thì cái tương tác thuốc xảy ra không đó. Nhiều khi là bệnh nhân cắm cái ven vô không thôi, và truyền bao nhiêu loại vô vô trong cái trong trong cái dây chuyền đó, đúng không, truyền vitamin B, truyền thuốc thì có thể có tương tác hay không đó. Rồi, câu số 6. Bác sĩ A khoa niệu hỏi về phản ứng có hại của hoạt chất kháng sinh mới gọi chung là nhóm siderophore. Gọi chung là cái siderophore thuộc nhóm cephalosporin. Thì tại vì cái cơ chế của nhóm này nó cũng giống giống như cephalosporin ha. Rồi, giúp điều trị tốt bệnh nhiễm trùng đường tiểu biến chứng. Thì cái này gọi là câu hỏi định tính, bởi vì nó hỏi về cái kinh nghiệm xài thuốc. Đó, còn có hại của hoạt chất này. Thì đây là một cái bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiểu, P nhiễm trùng đường tiểu có biến chứng ha, và S là phản hóa học siderophore. Lớp mình học cái xét nghiệm lâm sàng với tôi chưa ta? Ồ, phải học cái kháng sinh dự phòng. À quên quên quên. Lớp mình là bên quản lý không có học cái phần kháng sinh dự phòng. Tại vì trong bài kháng sinh dự phòng tôi có nói về cái nhiễm trùng đường tiểu. Đó thì thôi. Không học thì thôi, khỏi nói. Rồi, câu số 7 ha. Nữ 26 tuổi bị cường giáp 2 tháng nay, hiện dùng thuốc PGU, propionic acid. Gần đây chu kỳ thất thường nên bác sĩ chẩn đoán là có thai khoảng 2 tuần. Bệnh nhân lo ngại dùng thuốc PGU ảnh hưởng đến thai nhi, thì dược sĩ cần tư vấn như thế nào? Đấy. Đây là gọi định tính ha, một kinh nghiệm dùng thuốc PGU trên phụ nữ có thai. Rồi. Đó. Thì bây giờ dò sao đó, thì bây giờ dùng phần PS trước để phân tích câu hỏi để ra được cái từ khóa. P là phụ nữ có thai, cường giáp. S là ảnh hưởng của PGU lên thai nhi đó. Rồi, câu số 8 có định lượng ha. Sử dụng Razuren hiệu quả hơn Lamivudine cho bệnh nhân của chúng mình cấp hay không đó, thì đơn giản rồi ha, thành cấp lên được quen rồi bị được quen vân vân. Rồi, câu số 9, nữ bị đái tháo đường tiếp 2 2 năm, đang điều trị metformin với pioglitazone nha. Gần đây thông tin pioglitazone có liên quan đến gãy xương, thì sẽ tư vấn thế nào? Thì bây giờ mình muốn tư vấn là mình phải tìm hiểu thông tin đúng không? Thì đây là câu hỏi định tính, bởi vì nó chỉ hỏi một cái liên quan đến một cái ý nghĩa, cái hiện tượng thôi, chứ đâu không có so sánh gì hết trơn á nha. Nhưng mà tôi vẫn dùng mô hình Pico. Nó là sao? B là bệnh nhân 60 tuổi đã được tiếp 2 2 năm, tại sao đưa số tuổi vô, bây giờ là người già ha, người già là có thể bị loãng xương nữa đó. Rồi, metformin, pioglitazone là cái mình muốn tìm hiểu ha, và C là không có đó. Nhưng thực chất là ở đây mình đang muốn tìm hiểu cái pioglitazone này nè. Nhưng mà tại vì bệnh nhân đang xài hai thuốc này thì mình đưa vô chung luôn, bởi vì nhiều khi bắt combin nó có thể gây loãng xương thì sao, gây gãy xương thì sao đó. C không có, bởi vì đây không phải câu hỏi định lượng mà câu hỏi định tính, thành thử ra nó không có đối trọng, nó không có so sánh ha. Rồi, cuối cùng O là gãy xương không đấy. Đó, thì đây là câu hỏi định tính nhưng mà có thể dùng mô hình Pico. Thì qua cái này muốn nói gì? Của cái này muốn nói gì? Cái mô hình á thì mình trong thực tế mình có thể dùng một mô hình thôi, đó chính là cái Pico thôi, Pico T thôi, không cần phải dùng PS làm gì đấy. Nhưng mà trong lý thuyết thì mình nên đi theo đúng cái lớp lang là định tính là PS, định lượng là Pico, bởi vì các bạn biết rằng thật ra cái mục đích của dùng mô hình này, tôi nói rồi đó, mục đích của cái việc mà gọi trẻ câu hỏi này ra, nó chỉ có một ứng dụng duy nhất, đó là nó giúp cho mình kiếm được từ khóa để phục vụ cho việc tìm kiếm hết, chứ nó không có đào tạo bố lên, nó không có dùng để làm thêm cái gì khác ha. Đó, và các cơ sở dữ liệu á, các cơ sở dữ liệu người ta cũng xây dựng cái cách tìm kiếm xung quanh cái việc dùng mô hình để mà nó khiến cho cái việc tìm kiếm nó dễ dàng hơn. Mình thử ra mình dùng cái mô hình để mình làm để ra được cái từ khóa, và nó phù hợp với cách xây dựng của các cơ sở dữ liệu ha.
Đó chính là bước số 2. Bước số 1 mình có những cái bức tranh về cái người hỏi cũng như là những cái nội dung mình đang muốn tìm kiếm. Bước số 2 mình có một cái nhóm từ khóa trong tay để mình thực hành tìm kiếm. Thì bước số 3 là bước đệm. À, mình đặt mục tiêu và liệt kê các câu hỏi liên quan nhằm làm rõ vấn đề. Đó thì nãy giờ các bạn thấy tôi suy nghĩ ha, giống như chủ cái câu này đi ha, có thể là liên quan đến độc tính ofloxacin hoặc là do bệnh nhân bệnh của bệnh nhân, hoặc là với câu hỏi này mình còn hỏi coi tương tác là gì. Đó đó chính là những cái mà nó không nằm trong câu hỏi, nhưng mà khi làm thông tin thuốc thì cái người làm thông tin thuốc phải nghĩ ra ha, phải nghĩ ra để tìm kiếm thêm đó. Đó thì đó mà tôi mới nói là làm thông tin thuốc là cái tư duy của người làm thông tin thuốc nó phải cao hơn cái bậc ở trong học đường ha. Mình phải biết đánh giá, phân tích đánh giá và tổng hợp để tạo ra một cái thông tin nó mang tính chất hữu dụng đó. Thì bước 3 đây sẽ là bước đệm, mình ngồi đó mình đặt thêm câu hỏi, làm rõ thêm vấn đề được hỏi nếu vùng tìm kiếm còn rộng. Giả sử mình thấy chết cái này kiếm ra nhiều quá thì mình phải tập trung vô tìm theo hướng nào đó, rồi xếp lại thông tin. Và đặc biệt là nếu được thì mình hãy xếp lại cái thông tin mình tìm kiếm vô cái nhóm thông dụng. Nhóm thông dụng là nhóm gì? Đây là một nhóm thông dụng, những cái mà người ta hay quan tâm, chỉ định, những chỉ định, cách sử dụng, tác dụng không mong muốn, liều, trường hợp tương tác, độc tính ha. Đó là cái nhóm đó. Ví dụ như thông tin này mình kiếm thì nó sẽ xảy ra những cái gì cần thêm, rồi mình liệt kê nó ra thành một cái hướng. Thì khi mình tìm kiếm thì mình sẽ kiếm cho nó đủ ha. Đặc tính sản phẩm, đó là cái sản phẩm, ví dụ như là những cái sản phẩm này nó phải bảo quản làm sao đó, hoặc là cái sản phẩm này uống có phải uống kèm với thức ăn hay uống kèm với vấn đề gì không đấy. Giống như cái việc mà uống cái thằng Fosamax ha, Alendronate, thì bệnh nhân không được nằm trong vòng 30 phút sau uống chẳng hạn vậy, mà phải ngồi đó. Bởi vì nằm thì thuốc có thể chồng ngược lên mà gây loét thực quản đó. Đó. Rồi dược lý ha, dược lực học, dược động học của thuốc, thì cái này thường là dành cho bác sĩ bác sĩ với dành cho những cái thuốc nào mà người ta phải làm cái TDM á, những cái thuốc nào mà phải theo dõi nồng độ thuốc trong máu á đó, thì người ta sẽ là có thêm cung cấp thêm cái dược lý, dược lực học cho đối tượng là nhân viên y tế, chứ người bệnh thường đâu có quan tâm đến cái này. Rồi đối tượng đặc biệt đó, cách sử dụng cho những đối tượng đặc biệt, phụ nữ có thai, con bú vân vân, trẻ em, người cao tuổi, người suy giảm căng bậc đó, căng thẳng, lựa chọn trên lâm sàng, tức là những cái phác đồ, những cái hướng dẫn guidelines phác đồ đó. Rồi kinh tế dược là cái nhờ là cái việc mà tính toán các cái chi phí điều trị nha, cái nào mà nó ổn. Thì thông thường thì người dược sĩ lâm sàng sẽ có những cái công cụ để mà tính toán cái vấn đề này đó. Còn học nhiều lắm ha. Thì đây là cái nhu cầu nãy mà có nói, cái bước đầu tiên đó mình tìm hiểu cái người thông tin này là dành cho nhân viên y tế hay là dành cho bệnh nhân, thì bởi vì hai bên nó sẽ có nhu cầu khác nhau. Nhân viên y tế thì họ sẽ quan tâm nhiều hơn, ngoài những cái cơ bản hai bên giống nhau ra thì nhân viên y tế sẽ quan tâm nhiều hơn đến gì, đến cái dược học, dược động học, dược lực học ha. Thứ hai là cách xử trí những cái vấn đề về tương tác thuốc cũng như là phản có hại đó, và những cái kết quả nghiên cứu mới nếu mà có, cũng như là có thêm hàng giá trả đó, đặc biệt là có bảo hiểm y tế hay không, và thuốc này được bảo hiểm y tế trả bao nhiêu phần trăm đó. Tại vì nếu mà nhân viên y tế mà không biết ha, kê mà không biết thì bị xuất bán đó, mình cũng thấy tội đó. Nữ ra đó là một số cái thông tin, dù như thông tin nơi đăng ký sản xuất nữa, thì cái này bên y tế sẽ biết nhiều hơn và biết nhiều hơn để họ cân nhắc cái việc cái toa đó. Rồi còn với bệnh nhân thì ngoài những cái cơ bản chung phải biết cách dùng vân vân này nọ, thì bệnh nhân nên biết thêm cái gì, biết kỹ về cái bảo quản thuốc, đó là cái mà cần ha. Đặc biệt là những cái thuốc mà phải bảo quản khó chịu đó thì bảo quản làm sao,
Ví dụ hồi xưa tôi nhớ là những bệnh nhân bị viêm gan C mà chích đó, ha, thì cái thuốc chích đó người ta phải bảo quản lạnh và phải làm sao, ví dụ như trong trường hợp mà để tủ lạnh mà cúp điện thì phải làm sao, xử lý làm sao đó, mình phải dặn bệnh nhân kỹ như vậy, tại vì thuốc nó rất mất tiền, hư rồi chích vô thì chết, tại vì thuốc là thuốc dạng protein mà, nếu mà protein bị biến tính rồi chích vô nó sẽ gây ra phản có hại rất là nặng đó. Rồi ngoài ra còn sử dụng các dòng chất đặc biệt đó, mình sẽ hướng đến cái vấn đề đó, mình tìm tìm thông tin đúng với những vấn đề đó để giúp cho bệnh nhân ha. Rồi mình hướng dẫn bệnh nhân cách theo dõi cái hiệu quả điều trị cũng như là theo dõi phản có hại của thuốc, không không thật ra đây có ghi là cách xử trí nhưng mà ra không có nên hướng dẫn bệnh nhân cách xử trí đó, mà nên hướng dẫn bệnh nhân biết nhận biết khi nào có những cái phản ứng nó xảy ra và lập tức dừng thuốc, báo với mình, giao báo với mình hoặc là báo với nhà điều trị đó. Đó chính là những cái mà mình phải tập trung để tìm kiếm thêm để gửi đến bệnh nhân cái thông tin thuốc đó. Đó thì bước 3 này là một cái bước mà em thầy đây là những cái câu hỏi lúc nãy đó tôi có ghi lại ha, bạn đọc thêm đó. Từ khóa này đã có rồi, thông tin thì mình cần thêm hướng gì đó. Nói chung là một cái câu hỏi đó bên thuốc thì phải ngồi làm rất là mệt, chứ không phải đơn giản là kiếm trong vòng 15 20 phút là ra được thông tin. Tùy tùy cái thông tin đó nó tùy cái nhu cầu thông tin của người đó mà cái lượng thông tin mình kiếm nó không phải nhiều hơn. Mình kiếm nhiều ha, mình kiếm ra nhiều nhưng mà mình lại phải khu trú nó lại. Nó khổ giống như là mình kiếm ra một đống thông tin vậy mình lọc ra, sau đó mình phải nén nó lại và mình nói sao cho nó thành một cái câu chuyện nó dễ hiểu cho bệnh nhân đó, nó rất là phiền ha. Nhưng mà tại vì đây là cái chứng tỏ cái khả năng của người dược sĩ mà đó, mình mà làm tốt được thông tin thuốc, mình có năng lực thông tin thuốc thì mình là một giá trị ha, giá trị của khoa dược đó. Là bạn đọc thêm mấy cái ví dụ này rồi thì sau khi bước 3 mình đã có bước 1 đầy đủ được cái nội dung cần phải tìm kiếm, thứ hai có sổng một đống cái mở khóa, thứ ba mình đã có những cái xác định về định hướng mình phải tìm là cái gì ha, rồi mình cần biết là mình cần phải kiếm tập trung vào cái gì để cung cấp cho đối tượng bệnh nhân, và thứ tư là mình tìm kiếm thế thôi. Thứ tư tìm kiếm thì mình đề ra chiến lược, thì đặt ra chiến lược đâu có gì đâu, tập trung vào kiếm như nguồn cấp 3 như tôi nói đó. Nguồn cấp 3 là những cái nguồn nó có sự uy tín ha, có độ tin cậy cao và có tính chất pháp lý, nó bảo vệ mình đó, sách tham khảo, sách chuyên luận đấy. Rồi nếu mà không cấp 3 không có, mình không phải tiếp xúc được hoặc là kiếm không thấy thì mình tìm qua cấp 2 đó là các cơ sở dữ liệu, thì tôi sẽ hướng dẫn với bạn làm cái bookmap này ha, tôi sẽ hướng dẫn với bạn làm cái bookmap này đó. Còn cấp 1 là khi mà tất cả còn cấp 2 cấp 3 nó fail rồi, thất bại rồi, thì lúc đó mình mới nghĩ đến đọc những cái nghiên cứu, những cái báo cáo hạng loạt ca hoặc là những cái thông tin về vấn đề nó mới quá, ví dụ như hồi năm 2019 đúng không, Covid nó ra đời, Covid nó xảy ra, lúc đó mình đồng gì có những cái hướng dẫn lâm sàng, lúc đó nhà điều trị nào muốn điều trị cho bệnh nhân bị Covid thì tìm cách đọc những cái báo cáo ca thôi đó, coi coi họ đã làm sao rồi mình làm theo, rồi mình cũng báo cáo lại đó, thì nó tập hợp lại thì mọi người sẽ làm nên một cái hướng dẫn lâm sàng phía sau. Thì bây giờ cái hướng dẫn hiện tại là vẫn là cái hướng dẫn nó chưa có gọi là cố định ha, những cái hướng dẫn gọi là chưa có là gọi là chuẩn 100%, người ta gọi là interim, là hướng dẫn tạm thời ha. Trong đó thì hướng dẫn là sử dụng có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn mà virus nó tăng sinh tải lượng, thì nếu có thể thì sử dụng những thuốc tiêu diệt virus, ví dụ như remdesivir đó, hoặc là cái máy hút mà đánh vô cái miễn dịch, ví dụ như hôm nay là có cái sotrovimab này, FDA nó mới tháng năm nó mới approve cho cái này, sotrovimab phải không ta, sotrovimab đó. Thì sáng nay mới coi phóng sự trên TV, nó nói là cái thuốc này được chế từ cái kháng thể từ một người đã bị nhiễm SARS 2003 đó. Năm 2003 mình có một đợt SARS ở bên Hồng Kông ha, Trung Quốc, nó gây cũng chết người cũng như cũng cỡ 2 3 triệu gì đó đó, thì cái người này sống sót qua cái đợt đó, tức là bị nhiễm mà không chết, thì trong máu người này có một cái chất người ta chích được cái đó và người ta chế được cái thuốc này
đó, thì thuốc này nó đánh được, nó giết được virus đó. Thì nếu như mà trong thời gian đầu thì người ta sẽ sử dụng thuốc này để mà tiêu diệt nó, tại vì nó giảm được tới 80 mấy% tỷ lệ nhập viện tử vong cho những người bị mắc covid từ nhẹ đến trung bình. Nó sẽ lúc đầu khi tải lượng virus nó còn thấp thì mình sẽ sử dụng cái thuốc để tiêu diệt nó, đến khi mà những bệnh nhân mà tải lượng virus nhiều bị nặng thì lúc đó người ta sẽ tiến qua đến cái vấn đề là dùng những thuốc ức chế miễn dịch, ví dụ như corticoid, những cái tocilizumab vân vân. Thì đó là những cái interim thôi, những cái hướng dẫn một cách hiện thời là có thôi đó. Và điều trị, và đa phần là COVID là điều trị hỗ trợ đó, hỗ trợ chức năng vai toàn, những chức năng sống của bệnh nhân đó. Thì những thông tin nó kiếm đọc thì thông thường là nó sẽ được tổng hợp từ những nguồn thông tin cấp 1 này, sau một thời gian thì nó sẽ trở thành một cái hướng dẫn tạm thời ha, sau một thời gian nữa khi mà có đủ thì họ bắt đầu họ đưa lên thành cái guideline chính thức đó. Hiện tại bây giờ còn rất là nhiều thứ phải tìm hiểu. Thì trở lại với đây, chiến lược tìm kiếm của mình sẽ là nguồn cấp 3, cấp 2, cấp 1 ha. Và đặc biệt ở nguồn cấp 2, khi mình tìm kiếm trên Internet, tìm kiếm trên những cơ sở dữ liệu ha, thì mình sẽ sử dụng thuật ngữ ha, sử dụng thuật tìm kiếm trên Internet thì mình sử dụng cái gì, từ khóa đó, rồi từ khóa đó. Thì khi mà từ khóa thì mình có thể cân nhắc ha, nếu mình sử dụng cái từ đó mà mình kiếm nó không có ra được kết quả như mình mong muốn thì mình thay đổi từ khóa, tức là mình dùng cái từ mà cái nghĩa nó cũng tương tương gần gần với cái từ đó, hoặc là từ gần nghĩa ha. Mà nếu từ gần nghĩa cũng fail nữa thì mình sẽ dùng từ trái nghĩa đó, dùng từ trái nghĩa xong sau đó mình ghi chữ not vô đó. Thì nó sẽ có thể là nó sẽ ra được cái kết quả mình muốn đó. Và tiếp theo là để mà mình có thể tìm một cái cách hiệu quả thì mình sẽ dùng cái từ liên kết. Thật ra cái này nó không có mới, bạn nào mà hay tìm kiếm trên Internet các bạn sẽ biết là có một số cái quy tắc tìm kiếm trên Google á, để giúp cho mình tìm kiếm, ví dụ tìm kiếm theo cái định dạng file ha, tìm kiếm theo cái việc mà liên kết mấy từ khóa với nhau. Trên Google nó có thêm dấu cộng dấu trừ nữa, nhưng mà trong những cái cơ sở dữ liệu á thì nó không cộng trừ, nó sử dụng ba cái từ, đó là and, or, not ha. And đó là lấy phần giao, lấy ví dụ nãy tôi có cái từ khóa là vitamin K, và cái ví dụ số 1 á, chúng tôi sẽ có cái từ khóa đơn cử như là vitamin K và surgery, đó là phẫu thuật và vitamin K, đúng không? Nếu tôi dùng chữ and vitamin K and surgery hay ngược lại thì cái kết quả tôi ra sẽ là tất cả các kết quả liên quan đến phẫu thuật có xài vitamin K ha. Còn nếu như tôi dùng vitamin K or surgery thì ngoài những kết quả lúc nãy tôi còn có thêm kết quả liên quan đến vitamin K không, hoặc là liên quan đến phẫu thuật không đó. Còn nếu như tôi dùng vitamin K not surgery, tôi sẽ ra những kết quả nó liên quan đến vitamin K nhưng mà không có dính dáng gì đến phẫu thuật hết đó. Thì đó, thì việc sử dụng mấy cái từ liên kết này là phụ thuộc vào cái tư duy của cái người làm thông tin thuốc. Và thông thường nhất là họ sử dụng chữ and, bởi vì mình đã phân tích được tất cả các từ khóa trong cái câu hỏi thì mình sẽ muốn tất cả từ khóa đó nó phục vụ cho việc tìm kiếm thì mình dùng chữ and ha đó. Và nhiều khi mình không muốn có một cái từ khóa nào đó nó gây hiểu lầm, tại vì mình thấy kết quả mình cứ ra cái từ khóa một cái từ nào đó nó liên quan đến một cái hướng khác nhưng mà mình đã không muốn đi theo hướng đó, thì mình có thể ghi chữ not, đưa cái từ đó vô thì nó sẽ lọc bớt cái kết quả, nó ra nó sẽ lọc bớt đi những cái kết quả nó không phải là cái hướng mình muốn đó. Đó là cái tư duy của người làm thông tin thuốc thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng giới hạn nguồn tìm kiếm thông tin ha. Thì có trên những cơ sở dữ liệu nó có những cái bộ lọc, trên những cơ sở dữ liệu nó sẽ có những bộ lọc đó, thì mai mốt qua PubMed, bữa sau qua PubMed tôi sẽ cho mấy bạn thấy. Và cái bộ lọc nó sẽ giúp cho chúng ta giới hạn bớt cái kết quả tìm kiếm, bởi vì mình phải đọc kết quả tìm kiếm thôi, mình phải đọc, mình đọc mình lấy thông tin thì mình mới tổng hợp là được đó. Mà đọc nhiều đâu có nổi, đọc cỡ chừng 10 bài là lòi mắt rồi ha, thử ra mình kiếm tầm khoảng chừng 5-6 bài đó nên là mình có thể ra được kết luận không đó, là mình thấy quải rồi đó. Giờ tìm kiếm ra 50 kết quả, trời ơi, sao đọc hết nữa, nên phải dùng bộ lọc đó. Rồi sau khi bước số 4 xong thì mình sẽ có trong tay những cái tài liệu mà mình cho là ok ha. Rồi sau tới bước số 5, số 5 là cái bước mà cực kỳ gian truân, là mình phải ngồi đó mình đọc, mình thu thập thông tin,
rồi mình đối chiếu cái nguồn để coi coi thông tin nó có chính xác hay không đó. Rồi sau đó mình sử dụng thêm kiến thức liên quan đến cái thống kê mà hôm rồi tôi có giới thiệu với bạn đó, để mình hiểu cái kết quả của nó, coi coi là nó làm như vậy thì cái như vậy kết quả này là tin cậy hay không đó ha. Rồi đọc kỹ những cái hạn chế của nghiên cứu cũng như là những cái thiết kế nghiên cứu để mình thấy coi là mình có thể áp dụng thông tin đó cho đối tượng bệnh nhân mà mình đang cần trả lời hay không, nhớ ha. Nên là tôi nói rồi đó, trong y khoa thì người ta lại muốn đi ngược lại. Ở ngoài thì người ta thống kê là người ta dùng đám nhỏ để người ta suy ra cho cái đám lớn ha, cái đám dân số đông hơn, nhưng mà trong y khoa thì người ta đang muốn đi ngược lại với kết quả nghiên cứu trên nhóm nhỏ đó. Vậy thì tôi có thể sử dụng cái thông tin đó cho cái đối tượng bệnh nhân đặc thù của tôi hay không, đó mới vừa quan trọng. Rồi trong trường hợp mà mình đã viết xong câu trả lời thì mình nên tư vấn với đồng nghiệp giàu kinh nghiệm, đồng nghiệp có kinh nghiệm lâm sàng đó, hiểu không? Giàu kinh nghiệm đây là giàu kinh nghiệm lâm sàng đó ha. Tại vì như tôi nói rồi, một quyết định mà gọi là EBP có y học chứng cứ là phải bao gồm có chứng cứ và có kinh nghiệm lâm sàng, yếu tố bệnh nhân và điều kiện cụ thể để thực hiện tại cái nơi đó. Đó, thì ra kinh nghiệm lâm sàng mình có thể vay mượn được thì mình cứ vay ha. Rồi tổng hợp nội dung cần giải đáp đó, thì đối với bên cái Scandinavian bệnh viện bên kia đó, sau cái bước này câu hỏi giải đáp rồi, mình phải có một cái người đánh giá lại chất lượng thông tin rồi trước khi mình dám đi ra công bố với bệnh nhân ha. Thì lưu ý khi mình tìm kiếm trên các nguồn thì các bạn nên tìm kiếm nguồn cấp 3, cấp 2, cấp 1, thì chúng ta đều phải làm kiểm tra tính thống nhất, kiểm tra tính cập nhật ha, cả ba nguồn dù tìm kiếm những nguồn nào cũng phải kiểm tra tính thống nhất, có nghĩa là tìm kiếm ít nhất hai nguồn tài liệu đó. Thứ hai là kiểm tra tính cập nhật của cái thông tin đó, là thường khi mà tôi soạn bài á, thì tôi luôn tìm những cái cuốn sách nào mà nó tầm khoảng 29 hay 20 ha, để mà tôi lấy thông tin mà tôi đưa vô bài giảng, chứ tôi không có dám lấy những cái cuốn sách mà từ năm 98 đến năm 2000 ha, là không không có dám lấy đó. Rồi nhưng riêng với nguồn cấp 2, cấp 1 thì các bạn còn phải đánh giá mức độ chứng cứ và độ tự tin và độ tin cậy dựa vào thiết kế nghiên cứu, thì cái này buổi sau sẽ nói ha. Có một số thiết kế nghiên cứu mình sẽ phải ưu tiên tìm kiếm đó, thì mình phải làm thêm cái bước này. Mình thử ra tìm kiếm trên nguồn cấp 3 thì mình sẽ ổn hơn, mình không mất công làm cái chuyện này đó. Nhưng mà cái gì có lợi cũng có hại, nguồn cấp 3 thì nó ít cập nhật, chưa kể là nó tìm nó sẽ mất mệt hơn, ngồi lật cuốn sách nó sẽ khó hơn là tìm bằng cái máy tính. Rồi cái này là cái cụ thể lại ha, từng bước làm từ bước số số 2 cho đến bước số 5 đó. Strategy, lên chiến lược tìm kiếm. Số 4 là kiếm, thì trong quá trình kiếm các bạn làm xong ra thì các bạn screen, tức là bạn quét qua nhanh các mục của kết quả tìm kiếm, quét qua nhanh các mục của kết quả tìm kiếm, cái tên của cái bài báo đó hoặc là cái abstract của nó. Abstract là cái gì thì là bữa sau sẽ nói. Thì bạn coi coi cái bài nào nó phù hợp với mục tiêu mình tìm kiếm đó, thì mình lọc nó ra, mình để nó đằng bên mình chưa đọc liền, mình lọc nó ra. Sau đó sau khi mình xong bước screen này, mình sẽ có một đống bài trong tay, thì khoảng chừng 5-6 bài hoặc là 10 bài đó. Lúc này mình sẽ sắp xếp nó theo hướng ưu tiên, đọc cái nào trước, đọc cái nào sau đó. Và đánh giá có cái độ tin cậy với người viết bài, credibility ha. Đánh giá độ tin cậy của người viết bài, đánh giá cái độ tin cậy của cái bài viết, cái nội dung của bài viết đó ha. Bước là bước số 2, số 3 nè, số 4 nè ha. Nếu mà nói đơn giản là bước là bước số 2, số 3, bước là số 4, bước là bước số 5 ha. Ngồi rất là mệt đó. Còn cái này là cái thông tin mà mình nên nên lưu ý khi mà mình đánh giá một cái trang web chứ đừng thông tin thuốc, nói nhanh thôi ha. Khi mình đánh giá một cái độ tin cậy của một trang chứa thông tin thuốc, một trang web chứa thông tin thuốc, mình sẽ đánh giá dựa trên 6 cái yếu tố. Thứ nhất đó là tính thẩm quyền ha, hay nói cách khác là những cái tác giả mình viết bài trên đây đó, họ có được, thứ nhất là có được gọi ghi 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 nhận hay không. Thứ hai là cái chuyên môn của người đó có phù hợp với cái lĩnh
chứ cái bài báo mà họ đang viết, không, dù ông này không có chuyên, không phải là bác sĩ nhi khoa, ổng chỉ là một bác sĩ về dịch tễ thôi, mà phải viết một cái bài liên quan đến cái điều trị nhi khoa thì hơi mệt ha. Rồi cái tác giả đó nó có cái mâu thuẫn lợi ích, tức là có sự dính dáng tài chính nào đó với cái điều trị mà ông viết hay không đó. Ổng được công ty nó trả tiền để báo bài cho cái sản phẩm đó, nếu ông viết bài về cái đó thì chưa chắc là cái thông tin đó nó thật sự là tin cây cao chẳng hạn gì ha. Đó, tin thông tin đó có liên quan đến những cái thông tin mà những cái hội lớn, những cái hội chuyên nghiệp lớn mà họ có nói tới hay không. Ví dụ như cái thông tin đó về nhi khoa trên cái trang này, thì cái thông tin nhi khoa đó nó có được đăng tải giống tương tự hay là gần giống với những cái hội, ví dụ như hội liên quan đến nhi khoa của Hoa Kỳ, American Academy of Pediatrics đó chẳng hạn vậy ha. Rồi đó là cái tính thẩm quyền thứ nhất. Thứ hai đó là tính chính xác. Tính chính xác này nói về tính trích dẫn, bất kỳ một cái thông tin nào về thông tin thuốc thì nên có trích dẫn, không có trích dẫn thì mình nên nghi ngờ ha. Và trích dẫn thì không phải là một trích dẫn chơi, trích dẫn phải trích dẫn vô cái nguồn nó có tin cậy đó ha. Rồi tiếp đến đó là độ phủ, hay nói cách khác là cái thông tin thuốc này nó đang viết hướng đến đối tượng người đọc là ai, nhân viên y tế hay là người tiêu dùng đấy. Và cái thông tin đó nó trọn vẹn, trung thực, đầy đủ hay là nó mang tính chất thiên lệch ha, nó nói nhiều về cái phản ứng có hại, nó ít nói về tác dụng có lợi, hoặc nó nói nhiều vẫn có lợi nhưng mà nói sơ sài về cái phần có hại của thuốc chẳng hạn vậy. Đó là độ phủ. Tiếp đến đó là tính cập nhật, currency ha, và tính cập nhật. Đây là cái thông tin nó có mới hay không, hay là thông tin này cũ mềm rồi đó. Rồi tiếp đến đó là cái design của trang web, mà design trang web có dễ tìm kiếm hay không. Một trang web mà được thiết kế tốt, chuyên về thông tin thuốc, nó sẽ design rất là dễ 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 nhìn, dễ kiếm ha. Đó, và cuối cùng đó là cái chi phí ha. Cái chi phí mà bạn cần phải trả khi mà bạn muốn sử dụng thông tin đó. 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 Hoặc là cái thông tin thuốc mà họ viết trên cái trang của họ có phải trả tiền để mà có được thông tin đó để mà họ viết hay không. Đó, một là mình trả tiền để sử dụng thông tin đó. Hai là cái thông tin đó, cái người viết bài có phải trả tiền để có thông tin để viết hay không. Đó. Thì đó chính là sáu cái yếu tố để mà một cái người làm thông tin thuốc đánh giá cái độ tin cậy của một trang web chứa được thông tin thuốc ha. Thì nếu mà trang đó có tin cậy thì mình sử dụng mình an tâm, nếu mà không tin cậy thì mình sử dụng mình hơi hơi lo. Tự nhiên các bạn biết rằng là cái pháp lý, nhớ ha, cái pháp lý khi mà mình sử dụng, mình là cái người tư vấn thì cái trách nhiệm pháp lý là về phía mình nếu thông tin mà nó không tin cậy, thì nếu bệnh nhân có chuyện gì thì mình sẽ ăn đủ ha. Rồi cái này thôi bỏ qua, đây là một số cái nguồn giúp đánh giá độ tin cậy, thôi bỏ qua. Rồi sau bước số 5 xong thì đến bước số 6. Bước số 6 là bước trình bày trả lời câu hỏi, dễ ha. Có thông tin rồi, có câu hỏi, có câu trả lời rồi, đã được kiểm duyệt rồi. Thì bước số 6 là bước trả lời. Thì nhưng mà trả lời nó không phải dễ, nó liên quan đến kỹ năng tư vấn và cái kỹ năng sắp xếp. Cái kỹ năng sắp xếp cái thông tin, sắp xếp để nói sao cho ta hiểu. Thông tin thuốc nó không phải dễ dàng như cuộc nói chuyện thông thường. Thì dù bạn trả lời bằng cái cách là trực tiếp bằng lời hay là bạn gửi văn bản, thì thông tin thuốc của bạn nên được viết ra giấy ha, và trau chuốt trước khi mà bạn đi ra nói chuyện. Đấy. Và cái cách trả lời thông tin thuốc thì nên tập trung vào cái độ hiểu biết của người nghe ha. À, chứ không phải là mình nói theo những cái văn phong của những cái tài liệu tham khảo thì mình nhiều khi người ta sẽ không hiểu. Thì là một số nguyên tắc khi trình bày thông tin thuốc. Nguyên tắc thứ nhất đó là mình biết mục đích trả lời, tức là mình khi mình trả lời thông tin thuốc tôi chỉ trả lời vào những cái ý mà người ta muốn thắc mắc đấy thôi nha. Đó, mình trả lời những uống người ta thắc mắc, tập trung trả lời câu hỏi, tức là tập trung trả lời một cái ý người ta thật sự thắc mắc. Thì ý người ta thật sự thắc mắc không phải là chỉ nằm trong câu hỏi không, mà nằm trong cái việc mà mình bước số 1 mà xác định đó ha. Rồi
Tiếp theo đó chính là mình nắm cái yêu cầu format của một số cái tạp chí y khoa. Giả sử nếu mình đang làm cái vấn đề là đăng tải những cái câu trả lời của mình lên tạp chí y khoa thì mình nhớ những cái mẫu đó để mình đừng có bị trả về sửa lại ha. Rồi tiếp đến phong cách viết phù hợp với người đọc, đặt mình vào người đọc, bởi vì nãy mới nói là lấy cái địa vị của họ ha, học vấn của họ để biết cái cách diễn đạt từ nó là sao. Rồi tiếp đến quy tắc thứ ba đó là chủ động, dùng câu chủ động, hạn chế câu bị động. Hạn chế có nghĩa là mình ít dùng lại chứ không phải mình cấm sử dụng câu bị động ha. Tại vì câu chủ động á nó sẽ dễ đọc dễ hiểu hơn với câu bị động. Đối với những người mà quen học đọc sách đọc thông tin thì cái việc mà hiểu câu bị động với câu chủ động nó không có vấn đề gì, nhưng mà vì những người mà mình tiếp xúc ha, mình thì chưa biết được cái khả năng họ như nào thì cái câu chủ động nó làm cho người ta dễ đọc hơn, nó có cảm giác khó dễ dễ chịu hơn so với những cái câu bị động đó. Đó là cái cảm tính chung thôi. Từ đó thành thử ra khi viết thì mình nên dùng câu chủ động nhiều, hạn chế câu bị động chứ không phải là không được xài ha. Tiếp đến lưu ý ngữ pháp chính tả, đây là văn bản khoa học, khi xài chính tả thì cái giá trị nó sẽ bị giảm nhiều ha. Đó và không dùng tiếng lóng từ viết tắt ha, bởi vì nó có thể gây hiểu lầm. Tiếng lóng thì nhiều khi người ta không có biết cái từ đó là nghĩa là gì đó. Nếu như bạn muốn dùng viết tắt thì bạn nên khai báo trước từ từ trên từ phía lần đầu tiên sử dụng nó, nhưng mà cũng không nên dùng quá nhiều chữ viết tắt ha, chỉ viết tắt những cái từ nào mà mang tính chất chuyên môn thôi. Rồi diễn đạt bằng ngôi thứ ba mà không dùng câu không có nhiều chủ thể, thì diễn đạt bằng ngôi thứ ba mục đích của nó là cái gì? Diễn đạt ngôi thứ ba là để đảm bảo cho cái tính khách quan của thông tin này. Tôi tổng hợp thông tin theo các nguồn tài liệu cho thấy đó, hoặc là qua quá trình tổng hợp thông tin, phương pháp này được gì đó, hoặc là với khuyến cáo mạnh là phải làm gì, thẩm định thông tin cho thấy khuyến cáo mạnh là đó, tức là mình luôn luôn sử dụng cái nguồn thứ ba để diễn đạt để cho thấy đây là cái sự tổng hợp từ các nguồn cho thấy khách quan, chứ nó không phải mang tính chất là tôi là cái người là đẻ ra cái thông tin này ha. Và không dùng câu có nhiều chủ thể là cái câu mà nó mang nhiều ý gộp vô chung một câu á, ví dụ như thuốc A xài được bệnh nhân sinh thận, không xài được suy gan, hạn chế ở bia rượu vân vân đó, thì cái nó nếu như mình nói chuyện với nhau á thì ok có thể hiểu ha, nhưng những cái câu có nhiều chủ thể á, nếu mà bạn viết bằng văn bản á, nhiều khi người ta đọc á, người ta sẽ hiểu lầm. Tôi có thấy cái ví dụ giống vậy rồi nhưng mà tôi không nhớ để đưa ra cho mấy bạn, nhưng mà ý là như vậy, có nghĩa là không dùng câu có nhiều chủ thể, không hay nói cách khác là không bỏ nhiều ý vô chung một câu đó. Nếu có thể bỏ nhiều ý vô chung một câu thì mình chỉ bỏ một đến hai ý vô chung một câu đó, và A là B hết, không bỏ li ti liên tục vô ha. Đó giờ nếu mình cần chỉ là nhiều ý thì viết nhiều câu thế thôi. Tiếp đến trích dẫn tài liệu tham khảo phù hợp và sắp xếp theo thứ tự rõ ràng. Thông tin thuốc là phải có tài liệu tham khảo ha. Đó đặc biệt là gửi cho những cái tổ chức y tế, những cái cơ quan xí nghiệp, những cái khoa phòng đó, mình phải có tài liệu tham khảo và phải xếp xếp theo thứ tự rõ ràng. Thì tại sao? Bởi vì cái này thật ra thì tôi không thấy bắt buộc, tuy nhiên nếu như mà bài sắp xếp theo cái việc alphabet đó, tài liệu tham khảo theo alphabet và tiếng Việt riêng, tiếng Anh riêng thì nó làm cho cái tác phong của cái văn bản của bạn nó khá là chỉnh chu, và như vậy nó sẽ đánh giá cao bởi người nhận. Cái này thì kinh nghiệm thôi, tại vì đặc biệt là khi mà bạn làm những cái đề tài báo cáo ha, bạn sau này học lên bạn có làm phải làm luận văn đó, thì nếu như mà bạn làm cái việc mà sắp xếp này thì bạn sẽ được lên điểm, vì đó là một sự chỉnh chu hình thức. Rồi bố cục trình bày văn đơn giản. Bố cục trình bày đơn giản là gì? Mở bài, thân bài, kết luận, cái thôi đó. Có mở bài, có thân bài, kết luận đó, rồi đơn giản là có trình bày một cách rườm rà đó. Trực quan xúc tích trong trường hợp nếu như mình có thêm số liệu thì có thể đưa bảng biểu hoặc đồ thị vô đó. Và một cái điều quan trọng nhất của trình bày thông tin thuốc, phân loại thông tin thuốc là gì? Là phải
kiểm tra lại ha, sau khi hoàn thành thì đó, đối với cái bên kia thì họ có cái phần gọi là assurance, quality assurance, nó kiểm tra lại, có một bộ phận riêng check. Và trong trường hợp mà mình làm ở đây, mình không có mình không có cái điều kiện mà có cái bộ phận thứ ba kiểm tra dùm á, thì mình có hai cách ha. Thứ nhất là nhờ người có chuyên môn đọc lại dùm đồng nghiệp. Hai, không có thì mình bỏ nó qua một bên tầm khoảng 1 đến 2 ngày ha. Sau đó mình đọc lại thì mình sẽ thấy, mình từ coi mình viết coi nó hiểu được không. Tại vì sau khi mà mình ngồi suy nghĩ, mình viết một cái gì đó, mình luôn luôn cảm thấy cái việc mình viết ra những cái điều đó nó rất là sáng 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 tỏ ha, viết rất là hay, viết rất là giỏi, mình đọc mình hiểu hết. Tại vì lúc đó cái đầu mình đang nằm trong cái cuộc suy nghĩ đó, mình rất là dễ hiểu đó, nhưng mà chưa chắc là nó dễ hiểu đối với người khác. Một cái vấn đề là như vậy. Thì khi mình bỏ nó ra 1 2 ngày hoặc là 3 ngày, cái nguồn tư duy đó mình bị cắt đi, đừng nghĩ gì đến nó hết đó. Sau 3 ngày đọc lại thì mình sẽ coi coi cách diễn đạt của mình nó có tại không, nó có bị chỗ nào nó bị tối tối không, thì mình sửa lại đó. Đó chính là cái quy tắc phản hồi đọc thuốc ha. Còn đây là cái bố cục văn bản ha. Đã nói rồi, mở bài, thân bài, kết luận. Trong đó thì bạn nói cũng vậy mà bạn viết là cũng vậy. Khi nói thì mình chào hỏi người ta đúng không, vô tư vấn bệnh nhân mà chào hỏi người ta, xong sau đó là giải thích là hôm rồi anh hỏi tôi về vấn đề này 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 đó, thì tôi đã sau quá trình tham khảo tài liệu, các tài liệu tiếng Anh và tiếng tiếng Việt, thì tôi đã tổng hợp được thông tin nó như thế này, đã liên quan với ý này thì nó như vậy 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 đó. Rồi mình cứ trả lời dù là miệng hay là văn bản thì luôn luôn có mở bài, thân bài, kết luận. Mở bài là chào hỏi, nêu lại cái ý cần hỏi ha. Đó, và liệt kê tài liệu sử dụng nếu như cần. Thật ra không không nhất thiết không nhất thiết phải liệt kê các tài liệu chính ta sử dụng đâu ha. Rồi thân bài, khi mình viết thì lưu ý cũng giống như cái câu vậy á, không nên có nhiều chủ thể, thì thân bài không nên có nhiều ý cho một đoạn văn. Một đoạn văn thì mình chỉ nên có 1 đến 2 ý thôi, còn mà tích ít đẹp nhất là 1 ý trả lời ha. Đó rồi, trong quá trình trình bày cái nghiên cứu để làm cái cơ sở thì chúng ta nên trình bày về cái gì, cái năm công bố tác giả vân vân, và phương pháp, thời gian nghiên cứu, các kết quả thống kê, các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa thống kê, và rồi kết luận của nghiên cứu đó. Thật ra thì cái này nó cũng giống như là một cái và tóm tắt kết luận của nghiên cứu, thì cái này nó giống như là một cái con vậy ha. Nó giống như một cái cuộc trao đổi thông tin y khoa giữa dược sĩ với bác sĩ. Thì khi mà bạn muốn nói với bác sĩ rằng là theo nghiên cứu này này này, mình không biết nói ở đâu, mình không biết nói sao cho người ta theo dõi, thì mình sẽ theo cái flow này, theo nghiên cứu của tác giả năm nào ha, là thực hiện trên đối tượng gì gì đó với số lượng bao nhiêu. Thì nghiên cứu này là nghiên cứu mà thiết kế thì sao, thiết kế là một bộ đôi ngẫu nhiên hay là sao đó. Thì sau bao nhiêu đó thời gian làm, kết quả cho thấy trên nhóm này sử dụng này thì nó giảm được bao nhiêu phần trăm so với kia, y thống kê đó. Mình chỉ kết luận những cái kết quả có nghiên cứu thôi, có kết quả nó có ý nghĩa thôi ha. Sau đó, sau khi mình tập trình bày hết kết quả rồi thì mình sẽ tóm tắt lại cái kết luận. Và theo như vậy, kết luận của nghiên cứu này đó là khi mà bệnh nhân ABC gì đó điều trị với cái này với thời gian bao nhiêu, với liệu gì đó, với liệu điều trị gì đó, thì sẽ có khả năng nhận được hiệu quả điều trị là vậy. Các bạn nhớ bữa tôi nói với bạn tôi nhớ nói với bạn đó, nghiên cứu là không có khẳng định hiệu quả thật sự, nghiên cứu là không khẳng định hiệu quả thuốc có thật sự, nghiên cứu chỉ cho chúng ta mức độ tin cậy cao hơn khi sử dụng thuốc đó thôi. Và mình tin là độ tin cậy cao thì hiệu quả nó sẽ có thể xảy ra đó. Thì mình sẽ không nói là cái thuốc này hiệu quả thật sự, mình sẽ nói là bệnh nhân sử dụng thuốc này có thể gặp được cái hiệu quả điều trị với phần trăm cao chẳng hạn vậy đó. Và trong trong đó người ta sẽ mình cũng phải chuẩn bị luôn là nhiều khi bên nhà điều trị sẽ hỏi rằng là sử dụng thuốc này rồi có nguy hiểm gì không đó. Thì lúc đó mình sẽ trình bày thêm, à trong cái nghiên cứu đó cũng có chỉ ra cái vấn đề về sản phẩm có hại bao nhiêu đó đó.
Và trong cái thân bài thì có thể nêu ra nhận xét và đánh giá của người viết, lý do vì sao lựa chọn nghiên cứu đó. À, rồi kết kết bài là kết luận lại cái khẳng định câu trả lời của mình là gì và đưa ra đề nghị bổ sung. Đó. Thì đây là một cái mẫu. Đây là một cái mẫu trả lời thông tin thuốc trên cái câu hỏi là năm fluorouracil đó, câu hỏi số 3 đó. À, các bạn thấy là một cái mẫu người ta tự thiết kế, bên trái là các dược sĩ, à, có thông tin đàng hoàng luôn, à, bên phải là cái phần trả lời, ngày tháng, chào hỏi bác sĩ nào, chào các đồng nghiệp, rồi giải thích tình huống, ha, bác sĩ được các bạn hỏi chúng tôi về cái vấn đề này, là họ hỏi như vậy, đó, rồi thân bài tiến hành tổng hợp thông tin cho thấy bằng cho đọc cái phần này là chỉ ra những cái trường hợp đã mắc cái vấn đề trên tim của cái thuốc fluorouracil. À, và cái trường hợp đó là mắc những vấn đề gì, rồi thứ hai là diễn tiến của cái triệu chứng đó là như thế nào, là trong ngày thứ hai thứ ba điều trị nó phù hợp với cái ông này là sau 3 ngày bị đau thắt ngực ha, kéo dài 1 đến 2 tiếng, trong nghiên cứu này thuốc được dùng với liều như vậy, trong những năm gần đây nhiều ca miêu tả ADR tăng lên để liên quan đến việc cần dùng tăng liều vân vân đó, gọi là những cái diễn tiến. Rồi cuối cùng đó là cái gì, một cái câu trả lời khuyến cáo mạnh không nên dùng lại fluorouracil ha. Đó chính là cái câu trả lời mà họ viết trên cái hướng ngôi thứ ba đó, họ không nói là chúng tôi khuyến cáo ha, và khuyến cáo mạnh là không nên dùng lại oroxin ở bệnh nhân có tiền sử gặp vấn đề cho tim khi dùng hóa trị liệu đó. Đây là cái phần khuyến cáo mà họ đã tổng hợp từ các tài liệu đó, một tổng hợp nghiên cứu khác nhau cho thấy là 14 bệnh nhân thì 12 bệnh nhân dùng lại thì tái 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 phát đau ngực, trong đó một bệnh nhân tử vong đấy. Đó chính là một cái phần trình bày và cái thông tin như vậy. Đó là cái đây là cái phần thân bài, cuối cùng phần kết bài, tóm lại những độc tính trên tim cho bệnh nhân này rất có khả năng là do thuốc, đúng không? Họ không bao giờ khẳng định 100% là do thuốc ha, dù cho đó hậu quả hay là hiệu quả đó, thì vẫn gọi là rất có khả năng là do thuốc đó, việc dùng lại gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Đây là cái đề nghị của họ, cân nhắc tiến hành hội chẩn để chọn thuốc mới đó. Rồi tiếp theo là về thông tin ADR này nguy hiểm, mà theo như cái quy định của canh gác dược, bất cứ phản ứng nào nguy hiểm đều phải đe dọa tính mạng con người đều phải báo cáo, do đó khoa dược sẽ làm cái báo cáo canh gác dược ha, và đưa cho bác sĩ coi qua trước khi gửi đó. Và cái hồ sơ của cái này sẽ được lưu với cái dạng là CGD1 đó. Sau đó thì người ta sẽ viết cái thông tin về cái tài liệu tham khảo đó, bạn thấy ha. Nhưng mà cái mẫu trả lời này nó còn có vấn đề, đó là nó chưa có gắn kết ha, nó chưa có gắn kết tài liệu tham khảo vô trong thông tin đó. Ví dụ như là với thông tin này thì tài liệu nào trong đây nói về đây này điều đó, nó phải gắn kết vô, ví dụ đăng số 1 2 3 4 5 6 đúng không, ở đây nó dùng thông tin này là gì ao nói thì số 5 nói gì, là đánh số 5 đây đó, gọi là dạng footnote. Cái này nó chưa đầy đủ, nó chưa hoàn chỉnh ha, nhưng đây là một cái mẫu trả lời thông tin thuốc mà các bạn có thể tham khảo đó. Rồi tiếp theo đó là cách trình bày tài liệu tham khảo. Lật ra trình bày tài liệu tham khảo các bạn có thể trình bày tùy ý, nhưng mà để là một cái văn bản á, một cái văn bản mà nó được chấp nhận mà nó tính chất chỉnh chu á, thì người ta đưa ra cái phương pháp trình bày tài liệu tham khảo. Đây đó là thành phần xuất hiện nối tiếp nhau ha. Khi các bạn trình bày tài liệu tham khảo, đầu tiên là nêu tên tác giả ha, đầu tiên là luôn luôn là danh tính, rồi luôn nêu tên tác giả đó. Tác giả thì mình có thể nêu hết, hoặc nếu như mà có khả năng thì sắp xếp theo cái hướng tự alpha b của các tác giả, ông tên A đứng đầu ông tên B chẳng hạn vậy. Rồi trong trường hợp mà cái tài liệu đó có nhiều người tham gia quá không nêu hết được thì nêu 3 người thôi khi cộng sự, hoặc là nếu nếu mà muốn tiết kiệm nữa thì nêu cái ông chủ á, ông chủ đề tài đó, thường mấy cái nghiên cứu sẽ có cái ông chủ đề tài là cái ông đầu tiên á, trong đưa tên đầu tiên á, chủ đề tài đó tên thì ổng và cộng sự cũng được nữa, không vấn đề gì ha. Nhưng mà thường người ta ghi 3 người mà ghi và chữ và cộng sự, tiếng Anh nó ghi là e an ha, ví dụ như ông Smith, tiếng Anh nó ghi là Smith nè, chẳng hạn như Smith e an ha, an ở đây ghi là gì, ally á, ally ally á ha, là đồng minh ha, người đó viết chữ viết tắt giữa á lại là đồng minh đó.
Rồi tiếp theo là cái năm xuất bản của cái tài liệu đó ghi trong hoạt đơn, thì các bạn có thể cách tất cả các thành phần này có thể cách nhau bằng dấu phẩy, dấu chấm cũng được, không ai đánh giá chuyện đó, nhưng mà thường là dấu phẩy ha. Năm xuất bản trong hoạt đơn, rồi cái tên chương, tên phần mà mình chứa cái thông tin mà mình đang muốn trích dẫn thì mình để vô trong cái mục kép nếu như mình muốn để vô ha. Rồi tên của bài báo, tên của cái nghiên cứu, rồi tên của cái cuốn sách thì mình để cái dấu in nghiền. Tiếp đến là nếu như trích từ tạp chí thì có ISSN, ISBN của cái tạp chí y khoa đó, và số lần xuất bản, số phát hành, số tập, trên trường đại học nếu như công trình này làm trong trường đại học nào ha. Rồi nhà xuất bản đó, rồi nơi nơi xuất bản là thành phố, khi thành phố thôi, xuất bản ở Hà Nội, xuất bản ở Thành phố Hồ Chí Minh vậy thôi, không nhất thiết phải ghi cái địa chỉ cụ thể. Rồi trong trường hợp mà bạn muốn chỉ rõ cho người ta biết là cái thông tin đó nằm ở khoảng trang nào thì để sau nó xuất bản số đôi, trong trường hợp mình trích trên những cái cuốn sách trên mạng á, nó có số DOI á, DFSU á, mình bỏ vô ha. Hoặc là mình trích dẫn trên internet, mình có những cái bài trên internet mình bỏ số đôi vô. Và nếu như mình trích dẫn internet, cái bài trên internet thì các bạn có thể sẽ phải đưa thêm cái link website chứa cái chỗ đó, và cái ngày mà tham khảo, cái ngày mà bạn kiếm tham khảo tài liệu đó vô đó. Đây là một cái ví dụ ha. Cục quản lý cạnh tranh, bởi vì không có tác giả nên ghi cái đơn vị ha, là cái nơi phát hành nó, cục quản lý cạnh tranh năm 2011 làm xuất bản cái báo cáo này, tên báo cáo là báo cáo hoạt động thường niên quản lý cạnh tranh, thành phố xuất bản là Hà Nội đó, nơi xuất bản là Hà Nội đó. Phạm Thu Hà 2014 dấu chấm ha, cũng có thể. Giáo trình quản lý dự án nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội đó. Rồi ví dụ ông Nguyễn Danh Nguyên, Phạm Thanh Hồng, tên tác giả năm 2016 trong hoạt đơn, tên chương, tên phần để trong hoạt kép, rồi tên của cái tạp chí ha, tên của bài viết đó, tạp chí kinh tế chẳng hạn vậy, rồi số ISSN, rồi số tập phát hành là số trang đó. Mình biết như vậy là mình khi mình đọc cái này mình biết là nó đang ghi ý nghĩa đó là gì. Phạm Thanh Hồng, Phạm Kim Ngọc, Trịnh Thu Thủy 2015 ha. Đây cái này cũng là tên tiếng Anh, tiếng Anh hay tiếng Việt thì cũng y chang nhau, tên chương, tên phần. Rồi cái này là cái bài báo ha, rồi ISBN, nhà xuất bản vân vân đó. Đó chính là cái tên tiếng Anh hay tiếng Việt cũng thế đấy. Còn đây là cái trích dẫn mà ghi tài liệu, ghi trích dẫn, ghi tài liệu tham khảo mà cái dạng tham khảo trên internet ha, World Bank đó 2016, cái bài đó là develop, cái bài báo ghi là World Development Indicators Online, cái link là cái truy cập đó. Andrea Ruskin ha, đó, University, Đại học University Andrea Ruskin, cái bài tên là Harvard System rồi Online Available at này, cái địa chỉ này. Truy cập vào ngày 12 tháng 8 2011 đó. Thì đây là cái cách để mình ghi cái phần trích dẫn nếu như mình xài cho một cái link nào đó trên mạng, mình xài một cái bài nào đó trên mạng đó. Đó thì cái cách này là cái cách mà để mình sẽ làm tài liệu tham khảo trong quá trình trả lời thông tin thuốc nó mang tính chuyên nghiệp ha. Dĩ nhiên là không nhất thiết tất cả các thành phần này phải xuất hiện nha, không nhất thiết tất cả các thành phần đều phải xuất hiện đó. Nhưng mà những thành phần cần có, ví dụ như tên tác giả nè, tên xuất bản nè, tên bài báo nè, rồi cái nhà xuất bản, nơi xuất bản đó, thường là có ở những thành phần gọi là chung chung á, cơ bản nhất phải có. Rồi sau khi mà các bạn làm xong cái phần tư vấn xong ha, thì các bạn tới bước số 7. Bước số 7 là bước ghi nhận và theo dõi cái phản hồi của người ta. Người ta coi người ta thấy ổn không? Trong trường hợp người ta không có phản hồi gì hết, nếu như người ta ok đã xong thì mình sẽ lưu thông tin lại. Đó, lưu thông tin lại làm tài liệu tham khảo. Thì cái việc lưu thông tin nó có bốn cái giá trị. Giá trị thứ nhất đó chính là bạn sẽ nhanh chóng trả lời lại cái câu hỏi tương tự, không nhất thiết phải đi kiếm. Thứ hai đó là bạn dễ dàng cập nhật thông tin mới cho cái câu hỏi đó, cái câu trả lời đó nếu có. Thứ ba, bằng chứng quan trọng nhất ha, bằng chứng pháp lý để bảo vệ bạn trong trường hợp là có vấn đề kiện cáo. Tại vì khi mà bạn trả lời câu hỏi cho người ta đó, mình trả lời bằng miệng hay bằng văn bản thì cuối cùng mình cũng phải đưa một cái văn bản cho người ta. Nó giống như ký hợp đồng nha, hợp đồng được lập thành hai bản có giá trị ngang nhau lý đó, cũng giống như vậy ha. Mình sẽ đưa một cái bản cho người ta lưu, và đây là cái câu trả lời của tôi, anh đồng ý đó, ký vô xong đấy thì ok.
Lúc đó thì sau này mà có kiện cáo gì thì mà anh nói là tôi nói sai cái vấn đề đó thì tôi sẽ mở cái văn bản ra và tôi nói rằng mà tôi nói đối kê đúng cái này, bây giờ nói sai là do anh làm sai ha, đó anh không có được bảo vệ chính mình đó. Và cuối cùng đó chính là cái bằng chứng thể hiện giá trị của người dược sĩ, đúng không? Đây tôi nói là thông tin thuốc là nó mang cái lượng chuyên môn cao bởi mới đòi hỏi cái chất xám nó nhiều, do đó mà dược sĩ mà làm có bằng chứng thì chắc chắn đó sẽ là cái ghi nhận đối với cái công lao của mình đó. Và đây chính là cái mẫu lưu ha, một số bệnh viện nó có mẫu lưu, ví dụ đây là cái mẫu lưu của cái câu hỏi mà năm fluorouracil nãy đó, thì nó trả lời cái gì nó lưu y chang lại không khác miếng nào hết ha. Ngày nào trả lời, số hồ sơ là bao nhiêu, lưu thì phải có mã, mã hóa là dễ kiếm, bác sĩ nào đặt câu hỏi, gửi câu trả lời cho ai, câu hỏi là gì, nó viết lại hết tất cả những thông tin và cả luôn tài liệu tham khảo và ai là người trả lời đó. Đây là mẫu lưu ha. Hoặc là một mẫu mới của cái bệnh bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ dục lâm sàng cũng vậy ha. Một câu hỏi đây, tại vì cái này là mẫu thôi chứ không phải là câu trả lời thiệt, ngày nhận ngày trả lời, bác sĩ người hỏi là ai, gửi cho bác sĩ nào có ghi vô, gửi bằng gì, gửi gửi theo mức độ cần thiết ở trong tuần ha. Câu hỏi là gì, insulin có thể pha chế chung với cái gì dịch nuôi ăn được hay không, có bị hấp thu hay không, bởi vì một số người sau khi mà dịch nuôi ăn thì đường huyết nó tăng ha. Số bệnh nhân tiểu đường mà nuôi ăn bằng tĩnh mạch bằng dịch nuôi ăn thì nó sẽ tăng đường huyết, thì vậy liệu có thể sử dụng insulin để mà chỉ tiêm truyền chung với cái dịch nuôi ăn hay không đó, tại vì nếu mà cứ ngồi đè bệnh nhân ra chích thì hơi phiền đó. Mà lại cái việc tăng đường huyết là thường là do trong cái việc nuôi dưỡng đó nó tăng đó, thì đó là một cái mẫu lưu ha. Là thấy họ cũng trả lời y chang thôi, đặt câu hỏi rồi đưa vô cái dữ kiện trả lời đó. Như vậy tóm lại, để thực hành về tìm kiếm và phản hồi thông tin thuốc chúng ta nên đi theo 7 bước ha. Có 7 bước này chúng ta sẽ hạn chế được cái sai sót trong cái quá trình tìm kiếm, nhưng dĩ nhiên nó đòi hỏi cái mức độ tư duy phải cao trong quá trình làm thông tin thuốc. Bước thứ nhất là mình xác nhận lại thông tin người đặt câu hỏi, gồm có 8 đề mục đó. À, việc xác nhận này nó giúp chúng ta thứ nhất là làm rõ nội dung câu hỏi của mình, cái ý hỏi phải làm rõ cái ý hỏi của người đó muốn hỏi cái gì. À, thứ hai là mình sẽ hiểu được coi mình cần thông tin này cho đối tượng nào, cấp thiết vân vân sao. Đó là mình có một cái nội dung của câu hỏi thật sự. Thứ hai là mình sử dụng mô hình để mình phân tích, gọi là xác nhận nội dung thông tin, phân loại câu thật sự là để xác nhận cái phân loại cái câu hỏi ra và dùng mô hình để chẻ nó ra, mục đích là để có được từ khóa ha của câu hỏi. Và các bạn thấy bất kỳ mô hình nào thì nó cũng đều bắt đầu bằng chữ P ha, bắt đầu bằng chữ P, có nghĩa là bất kỳ một mô hình nào thì cái hướng đi tìm kiếm thông tin cũng luôn luôn xuất phát từ cái vấn đề bệnh nhân đang gặp phải đó, thì nó mới mình mới sử dụng được cái tìm kiếm cho nó hợp lý. À, giống như là ví dụ như tôi nói đó, người ta hỏi thuốc này xài được không, nói không được là thua rồi, kết thúc thì không đúng, mà mình phải suy nghĩ coi là bệnh gì để mình tìm hiểu cái vấn đề cần để điều trị ha. Mình sẽ tư vấn cho họ thuốc này không thử đường được đó, nhưng mà mình có những phương pháp không dùng thuốc chẳng hạn vậy, hoặc những phương pháp dùng thuốc nhưng mà mình sẽ tư vấn cho họ với cái mức độ là bác sĩ phải thăm khám đó ha, phương pháp thông tin. Rồi ba, đặt ra mục tiêu và liệt kê các câu hỏi liên quan nhằm làm rõ vấn đề là một bước đệm. Thứ tư, bước năm là tìm kiếm và đánh giá, bước sáu trả lời, bước bảy ghi nhận và lưu. Thì trong đó bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 theo tôi là một trong là 4 cái bước mà nó khó ha, nó khó, nó đòi hỏi cái tư duy của người làm thông tin thuốc, và nó không có một cái công thức, nó luôn luôn biến ảo ha, nó luôn luôn biến dạng đa dạng đó. Còn bước 1, bước 6, bước 7 là nó có sẵn lớp lang rồi, có chiến thuật rồi thì cứ thế mà trả lời không vấn đề gì hết ha. Đấy rồi, bài tập này các bạn về thử mình tìm kiếm thử một số thông tin để mình tìm trả lời mấy câu hỏi này thôi, coi sao.
ha, tập luyện 7 bước, rồi bỏ một số bước, rồi bước số 1 mình bỏ qua, bây giờ mình đâu có bệnh nhân đâu mà hỏi. Đó, bước số 2, số 3, số 4, 5 đi. Tập luyện 4 bước đó, thử coi ha. Rồi, đó chính là cái nội dung của buổi hôm nay. Các bạn có câu hỏi gì không? Rồi trong trường hợp mình không có câu hỏi gì thì lớp mình nghỉ ở đây ha. Rồi vậy mình nghỉ đây nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Dạ chào thầy. Dạ chào thầy.